Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 200. Bù. Cây cối xung quanh Ngô Bình đều bị chặt gãy hết, cành lá rơi xuống, vụn gỗ bay khắp nơi. Chỉ sau nửa phút ngắn ngủi, tất cả cây cối trong phạm vi 500 trượng, thậm chí cả đá cuội cũng bị chém nát vụn. Yêu cầu về tinh thần lực của việc điều khiển phi tơ rất cao, lúc này Ngô Bình thấy hơi mệt mỏi nên đã thu phi tơ lại. Nếu những tơ bay này được tế luyện thì nhất định uy lực sẽ càng mạnh hơn. Cậu thầm nghĩ trong lòng. Chính vào lúc đó, cậu nghe thấy có động tĩnh dưới gốc cây, cậu cúi đầu nhìn xuống thì thấy có một người dừng lại bên dưới. Cậu nhìn kỹ lại, đấy chẳng phải là Càn Long Tử sao? Rõ ràng anh ta đã bị cỏ ăn thịt người ăn thịt rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây? Càn Long Tử toát mồ hôi lạnh đầy người, anh ta ngồi dựa vào thân cây, lẩm bẩm một mình, may mà mình có rối thế thân, nếu không thì chết chắc rồi. Tiếp ngay đó, Càn Long Tử lại nói bằng một giọng điệu khác, đồ ngốc, anh biết rõ cái tên họ Ngô đó nguy hiểm mà còn theo mấy người Hà Lục Tiên truy sát cậu à, đúng là ngu không ai bằng. Càn Long Tử tiếp tục nói bằng giọng thứ nhất, anh thông minh vậy sao không ngăn cản tôi? Hà Lục Tiên là người mà tôi có thể đắc tội được sao? Anh hết lần này đến lần khác chống đối anh ta, không sợ anh ta dùng thủ đoạn giết chết chúng ta sao? Lúc này Ngô Bình đã hiểu ra, Càn Long Tử là bị tâm thần phân liệt, có nhiều hơn một nhân cách, thế là cậu đáp xuống bên cạnh, mỉm cười, chào đối phương, chào anh Càn. Càn Long Tử giật mình, suốt dọc đường anh ta cứ thấp thỏm không yên nên đã quên mất việc phải quan sát xung quanh. Lúc anh ta biết được người đang nói chuyện là ai thì sắc mặt càng khó coi hơn nữa. Là anh sao? Ngô Bình, người bất ngờ nên là tôi mới phải, dù sao thì tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy anh bị cỏ ăn thịt người ăn thịt. Càn Long Tử cười đau khổ, nói, để Ngô công tử cười chê ôi đã dùng con rối thế thân, nếu không có nó thế mạng thì chắc chắn tôi đã bị ăn thịt, bi kịch thê thảm rồi. Ngô Bình cười, nói tôi hết lần này đến lần khác gặp được anh Càn, chứng tỏ chúng ta có duyên. Càn Long Tử giật mí mắt, nói với giọng điệu khác, ai muốn có duyên với anh? Từ khi gặp phải anh, thì tôi đã bắt đầu gặp xui xẻo. Ngô Bình không tức giận mà cười, hỏi, nên xưng hô với anh bạn thế nào đây? Tôi là Càn Tiêu Trần, là chủ nhân thật sự của thân xác này, tên ngốc lúc nãy nói chuyện với anh là người anh em sinh đôi sống nhờ trong cơ thể của tôi, anh ta đã hấp thụ tôi khi còn trong bụng mẹ nên chúng tôi là một xác hai hồn. Ngô Bình, thì ra là vậy. Càn Long Tử, Ngô Công Tử, hy vọng cậu sẽ không nói chuyện của tôi cho người khác biết. Chuyện này thì anh yên tâm, tôi không phải người nhiều chuyện. Ngô Bình cười, hình như lúc nãy anh Càn đang trốn gì đó hả? Càn Tiêu Trần, lúc con rối đổi chỗ cho tôi đã vô tình bị đưa đến một nơi kỳ quái. Ở đó có vô số cánh tay quỷ tóm lấy tôi phải tốn không ít bảo bối mới trốn được đến đây, may mà tôi. Anh ta vẫn chưa nói hết câu thì bỗng nói không rõ ràng nữa, một cánh tay quỷ đen ngòm thò ra từ trong miệng, bóp lấy mũi của anh ta. Càn Tiêu Trần sợ đến lạc giọng, thét lớn lên, nó ở trong bụng tôi. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, cậu dùng sức mạnh làm thối giữa, nắm lấy cánh tay quỷ. Sức mạnh cấm kỵ, đáng sợ truyền vào trong, cánh tay quỷ lập tức bị mục xuống, khô cứng, sau đó biến thành bụi. Càn Tiêu Trần ho mất tiếng, vội chắp tay nói với Ngô Bình, cảm ơn. Ngô Bình cảm nhận được sức mạnh cấm kỵ từ trên cánh tay quỷ đó. Mặc dù nó rất nhẹ nhưng phẩm chất của sức mạnh cấm kỵ đó lại không hề thấp. Cậu hỏi, chỗ các anh bỏ trốn nằm ở đâu? Càn Tiêu Trần nhìn sang Ngô Bình, hỏi, không phải anh muốn đến đó đấy chứ? Ngô Bình, tôi muốn đến xem thử. Lúc này Càn Long Tử bắt đầu âm thầm trao đổi bằng ánh mắt với Càn Tiêu Trần. Anh ta muốn đi thì dắt anh ta đi, nếu anh ta chết ở đó thì càng tốt. Càn Long Tử nói, Càn Tiêu Trần, anh có chút lòng biết ơn nào không? Lúc nãy nếu không nhờ anh ta thì chúng ta đã bị tay quỷ giết chết rồi. Càn Long Tử cười lạnh lùng, biết ơn, nếu không phải vì anh ta thì chúng ta có thê thảm vậy không? Càn Tiêu Trần, chỉ có thể kết bạn với người này, không thể có ác ý với anh ta, nếu không thì đều không có lợi cho tương lai của chúng a. Càn Long Tử, ý của anh là sau này anh ta tiền đồ rộng mở, chúng ta không thể đắc tội được đúng không? Càn Tiêu Trần lạnh lùng đáp, chỉ cần anh không bị mù thì anh cũng sẽ có phán đoán giống tôi. Tiền đồ của Ngô Bình rất rộng mở, là người mà chúng ta có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Càn Long Tử hừ một tiếng, tùy anh thôi, chuyện này tôi không quan tâm nữa.
Sau đó, anh ta đã từ bỏ quyền khống chế cơ thể, giao hết cho Càn Tiêu Trần chịu trách nhiệm. Hai linh hồn trao đổi với nhau rất nhanh, Càn Tiêu Trần liền nói, anh Ngô, tôi đề nghị anh không nên đến đó, tay quỷ ở đó nhiều không đếm xuể, vào đó rồi sẽ rất khó thoát ra. Đương nhiên, tôi cũng không thể phủ nhận trong đó thật sự có vài thứ hay ho. Mắt Ngô Bình sáng lên, thứ hay ho mà anh Càn nói là gì thế? Càn Tiêu Trần, trong tình thế nguy hiểm đó, tôi quan sát không kỹ, chỉ thấp thoáng nhìn thấy một cái đầu lâu hình tròn ở tận sâu trong những cánh tay quỷ đó, bị những cánh tay quỷ trùng trùng điệp điệp vây chặt. Dường như những cánh tay quỷ đang tranh giành cái đầu lâu đó, nhưng vì có quá nhiều tay quỷ nên không ai có thể độc chiếm đầu thú. Vì thế cái đầu lâu đó không ngừng dịch tới dịch lui. Ngô Bình chớp mắt, tiếp tục hỏi, theo anh Càn thấy thì những cánh tay quỷ đó có lai lịch thế nào? Càn Tiêu Trần lắc đầu, không rõ, chỉ biết có năng lượng truyền qua lại giữa những cánh tay quỷ đó, sức mạnh giữa chúng có thể dịch chuyển rất nhanh, thậm chí có thể kết thành các loại thủ ấn kỳ lạ. Ngô Bình gật đầu, không sao, tôi chỉ qua xem thử thôi, nếu có nguy hiểm thật thì tôi sẽ lập tức rời khỏi, mong anh Càn dẫn đường giúp. Càn Tiêu Trần thấy Ngô Bình một mực muốn đi thì chỉ đành nói, thôi được, có lẽ anh Ngô đây có kỹ năng mà tôi không biết. Thế là Càn Tiêu Trần dẫn đường, hai người nhanh chóng leo lên trên một ngọn núi cao. Ở lưng chừng núi có một vực sâu, dưới vực là một vùng u tối, những luồng gió lạnh không ngừng thổi ra, cây cỏ trong phạm vi 10 dặm gần đó đều không sống nổi. Càn Tiêu Trần nói, vận may của tôi không tốt nên trước đây mới bị đưa vào sâu trong vực. Trước đây tôi chưa từng nghe nói đến chỗ này, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì chỗ này là chỗ kỳ lạ và nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp, anh Ngô nhất định phải cẩn thận đấy. Ngô Bình nói, ừ, anh Càn có thể ở đây đợi tôi hoặc cũng có thể làm điều anh thích. Cậu nói xong thì nhảy thẳng vào vực sâu. Chính vào giây phút Ngô Bình nhảy vào vực sâu, con mèo đen đang ngủ say trên vai cậu bỗng mở mắt ra, một luồng sáng băng lạnh vút ra từ đôi mắt đó. Ngô Bình không ngừng rơi xuống sâu hơn. Sau khi rơi xuống mấy ngàn mét, hai chân cậu đã chạm đến mặt đất. Mặt đất khá ướt và trơn, mùi thối rữa không ngừng xộc vào mũi. Tường đá hai bên khắc đầy hình các vị thần, hình tượng như con người nhưng lại có nhiều điểm rất khác. Biệt, bỗng dưng mấy vạn cánh tay quỷ dày đặc bỗng từ trên tường thò ra, vươn về phía Ngô Bình. Ngô Bình đang định dùng sức mạnh cấm kỵ thì trong đầu chợt có giọng phụ nữ vang lên, công tử, đừng phản kháng những cánh tay quỷ đó. Để chúng vào cơ thể cậu đi, dù là cửu liên đài hay tháp thiên mệnh thì cũng đều có thể khống chế được chúng. Ngô Bình giật mình, không kịp hỏi thì những cánh tay quỷ đó đã vây chặt lấy cậu. Chỉ trong tích tắc, cậu không thở được, cảm thấy sức ép rất lớn từ xung quanh. Đáng sợ hơn là, những cánh tay quỷ đó đã chui vào cơ thể cậu thông qua tai, mũi, miệng. Âm thanh kia lại tiếp tục, cậu Ngộ, tôi là mèo đen trên người cậu, không cần hoảng sợ. Ngô Bình căng thẳng cả người bỗng chốc thả lỏng, cậu hít sâu một hơi, để mặc vô số bàn tay quỷ quái tiến vào trong cơ thể mình. Những bàn tay ma quỷ này ở đâu đó giữa hữu hình và vô hình, nhẹ nhàng di chuyển đến vị trí đan điền của Ngô Bình, mà ở đây có một đài sen, một thứ mà đến cả cấm linh như mèo đen cũng phải thần phục. Rầm rầm, cửu liên đài chấn động, vô số bàn tay quỷ bỗng cứng đờ, sau đó đều hướng bàn tay về phía đài sen. Cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, những đôi bàn tay quỷ này chắp hai tay và bái lạy với cửu liên đài. Sau khi tất cả bàn tay đã bái lạy, cửu liên đài lại tỏa ra vầng sáng thần thánh, khiến những bàn tay ma quỷ này tự động xếp thành từng vòng xung quanh. Đồng thời, càng lúc càng có nhiều bàn tay ma quỷ tiến vào trong thân thể Ngô Bình, 3.000, 10.000, 50.000, 100.000. Cuối cùng, có 100.000 bàn tay quỷ tiến vào thân thể Ngô Bình. Bọn chúng đều xếp hàng xung quanh cửu liên đài, cứ mỗi 20.000 bàn tay quỷ xếp thành một vòng, hai bên trái phải đối xứng, sau đó kết thành một loại thủ ấn. Khi loại quỷ thủ ấn đầu tiên tạo thành, Ngô Bình lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh vừa thần kỳ vừa quỷ dị tồn tại trên người cậu, loại sức mạnh này không phải sức mạnh bất diệt, mà khiến thân thể cậu sở hữu sức mạnh phục hồi siêu cường. Ngô Bình rút thất tinh long uyên kiếm, cắt một đường trên cánh tay, sâu thấy cả xương. Thế nhưng nhờ sức mạnh bất tử mà miệng vết thương đã biến mất chỉ trong 2-3 giây, đến sẹo cũng chẳng có. Sau đó, loại thủ ấn thứ hai được tạo thành. Khi 1.000 bàn tay quỷ tạo thành kết ấn, Ngô Bình cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh giết chóc. Luồng sức mạnh này hùng mạnh, dữ dội, hung hãn, tuy vô hình nhưng lại mượn thân thể Ngô Bình mà trở thành hữu hình.
Ngô Bình đánh ra một quyền án màu đen như thực chất, chấn động cửu thiên, lấy nhỏ làm lớn, cuối cùng hóa thành thiết quyền vạn trượng, tạo thành một cái lỗ trong hư không, mấy giây sau mới khép lại. Sau đó, 30.000 bàn tay quỷ kết ấn vừa xuất hiện, lập tức có 4 tấm khiên màu vàng lam xuất hiện quanh người Ngô Bình, xoay quanh người cậu, bề mặt có đến 3.000 lá bùa tuôn ra, ngưng tụ thành 4 mặt quỷ uy vũ. Đây là sức mạnh phòng ngự. Ngô Bình sáng rực mắt, biết phán đoán của mèo đen là đúng. Những bàn ai quỷ này không những không thể khiến cậu bị thương mà còn trở thành trợ lực của cậu. 40.000 bàn tay quỷ còn lại đều chắp tay lại, bảo vệ 2 tầng trong cùng, tuy cũng tạo ra quỷ thủ ấn, nhưng sức mạnh thủ ấn dường như có liên quan đến cửu liên đài, Ngô Bình là chủ nhân thân này nhưng lại không cảm nhận được. Nhưng cậu phát hiện hai loại thủ ấn cuối cùng này còn huyền ảo hơn cả 3 loại thủ ấn tầng ngoài, sức mạnh nó tạo ra chắc chắn sẽ rất kinh sợt. Mèo đen nhìn Ngô Bình thu phục bàn tay quỷ, lại bò lên trên vai cậu, buồn bã ỉu xìu. Ngô Bình nhớ đến lời Càn Tiêu Trần nói, đi vào trong một đoạn thì thấy bậc thang 9 tầng. Trên bậc thang có một cái bệ làm bằng ngọc đen, trên đó có đặt một hộp sọ. Hộp sọ có màu vàng, tỏa ra vàng sáng lạnh lẽo. Phía dưới hộp sọ là một đầu người được làm từ vàng, hộp sọ đặt phía trên đúng lúc tạo thành một đầu người hoàn chỉnh. Ngô Bình có thể cảm nhận được, hơi thở đầu lâu này không phải dạng vừa, cậu không dám đến quá gần, mà hỏi Phương Lập. Đầu Phương Lập bay ra khỏi không gian chứa đồ, ông ta đã sợ ngây người, ánh mắt nhìn chăm chằm vào đầu lâu, thì thầm nói, đây là đầu lâu của Thánh Hoàng nhân tộc. Trời đất, xương cốt của Thánh Hoàng còn có thể tồn tại, đúng là khó tin. Ngô Bình từng nghe Phương Lập kể không ít chuyện của Thánh Cổ Đại Trận, cậu biết Thánh Hoàng là cấp bậc đỉnh cao đứng đầu, mà dưới Thánh Hoàng mới là Chúa Tể. Theo Phương Lập đoán, thực lực của Chúa Tể có lẽ tương đương với cao thủ cấp hỗn độn ở tiên giới, hơn nữa Chúa Tể có vị trí khá cao, trấn áp các tu sĩ hỗn độn. Thánh Hoàng so với Chúa Tể thì càng mạnh hơn, mà Chúa Tể cũng chỉ là trợ giúp Thánh Hoàng trấn thủ cao thủ một phương. Dưới Chúa Tể mới các đại nhân vương, thủ lĩnh các bộ lạc. Trên cả tu sĩ hỗn độn là gì, Ngô Bình nghỉ hoặc, rồi lại đi mấy bước đến gần chỗ đầu lâu. Ngay lúc này, đầu lâu cảm nhận được hơi thở Ngô Bình, nó đột nhiên chuyển động, nó phóng ra một tia sáng, tạo thành một cái bóng mờ. Cái bóng rất nhạt, nhưng hơi thở của nó lại khiến Ngô Bình phải thần phục, muốn quỳ xuống ngay tức khắc. Thế nhưng, lúc này, tháp thiên mệnh trong đầu cậu bỗng rung chuyển, Ngô Bình lập tức thức tỉnh. Sau đó, tháp thiên mệnh phóng ra một luồng sáng trắng. Luồng sáng này xuyên qua mắt trái Ngô Bình đánh vào đầu lâu. Đầu lâu lập tức bốc cháy, đầu lâu bắt đầu nóng chảy, còn năng lượng hung hăng trong đó cũng bốc hơi lên không trung, ngưng tụ thành bóng của Thánh Hoàng rất rõ. Rầm. Tháp thiên mệnh hít mạnh, bóng thiên hoàng đã vào trong tinh thân của Ngô Bình. Chưa kịp đợi nó giải phóng áp lực thì tháp thiên mệnh đã vô tình chấn áp, cứ lần này đến lần khác. Chấn áp liên tục mười mấy lần, sau đó bóng Thánh Hoàng ngoan ngoãn co lại thành một người nhỏ bé. Đi vào tầng thứ 5 của tháp thiên mệnh. Khi người nhỏ bé này đi đến tầng thứ 5, tầng này lập tức tỏa ra ánh sáng vàng. Luồng sáng này chiếu rọi thần hồn Ngô Bình, khiến cậu rất dễ chịu. Cảnh tượng bóng Thánh Hoàng đi vào thân thể Ngô Bình khiến Phương Lập giật mình, ông ta run giọng nói, tuy uy lực của Thánh Hoàng chỉ còn sót lại một chút, nhưng không phải là thứ người bình thường chịu đựng được, chủ nhân làm thế nào được vậy? Ngô Bình không đáp, cậu mở mắt ra, hai mắt tựa như có đốm lửa. Nhưng sau đó lại biến mất. Phương Lập, Thánh Cổ Đại Lục có bao nhiêu Thánh Hoàng rồi? Phương Lập nói, hai vị. Sau khi Thánh Hoàng thứ hai bị tiêu diệt thì đã 37.000 năm rồi chưa từng xuất hiện thêm Thánh Hoàng. Nhưng mà, trên Đại Lục cũng từng xuất hiện mấy vị Chúa Tể, cũng may có những vị Chúa Tể này xuất hiện nên nhân tộc mới có thể gắng gượng cạnh tranh với vạn tộc. Nói đến đây, ông ta lại thở dài, đáng tiếc, trước mắt nhân tộc chỉ còn lại 3 vị Chúa Tể. Trong đó có một người già yếu, một người thì bị thương nặng nên thực lực giảm hẳn, người cuối cùng thì bị đại trận của tộc ba mắt chân áp. Chậc, tình hình của nhân tộc rất xấu, nếu trong vòng 10 năm không thể có chúa tể mới thì rất có khả năng sẽ hoàn toàn biến mất. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nghĩ đến gì đó, hai mắt sáng rực, nhìn Ngô Bình nói, chủ nhân. Con đường chúa tể sắp mở rồi, thực lực cậu mạnh như vậy, nói không chừng có thể chém giết cả một vùng trên con đường chúa tể. Trở thành chúa tể đời này của tộc ta. Ngô Bình cũng hứng thú, con đường chúa tể này là gì? Một con đường sao? Phương Lập gật đầu, có thể giải thích như vậy. Đó là một con đường cổ xưa dài đầy hung hiểm,
đương nhiên cũng có nhiều cơ hội. Mỗi một vị chúa tể nhân, tộc đều sinh ra trên con đường này. Đương nhiên, trên con đường này cũng sinh ra rất nhiều chúa tể dị tộc. Ngô Bình hỏi, nguy hiểm thế nào? Phương Lập im lặng một lúc rồi nói, con đường chúa tể có 12 cửa, cửa nào cũng là cửa sinh tử. Mỗi lần con đường chúa tể mở ra, cũng có đến mấy trăm nghìn thiên kiêu nhân tộc tham gia, nhưng cuối cùng có thể sống sót thì chỉ có đúng mấy nghìn người. Mà mấy nghìn người này, đa số đều tự động từ bỏ cửa phía sau. Mà những người sống sót thật sự nhưng không vượt qua cửa ải, mỗi lần cũng không vượt quá trăm người. Ngô Bình cũng rất kinh ngạc, mấy trăm nghìn người, mà chỉ còn chưa đến trăm người sống sót, tỷ lệ sống chết như vậy thực đáng sợ. Ông từng đến đường chủ tế chưa? Ngô Bình hỏi. Phương Lập gượng gạo nói, để chủ nhân cười chê rồi, mặc dù tư chất của tôi khá tốt nhưng vẫn không dám bước chân vào con đường chúa tể. Người đi vào, con đường chúa tể không chỉ phải có tư chất phi thường mà còn phải có niềm tin vững chắc hoặc sự tự tin. Năm đó tôi không có ý định đấu lại với thiên tài trên con đường chúa tể. Ông nói chống lại, Ngô Bình nghe ra được từ trọng điểm. Phương Lập gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy, con đường chúa tể có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng có rất nhiều kẻ tranh giành. Mỗi khi có một món bảo vật xuất hiện đều sẽ có rất nhiều cao thủ đến cướp lấy. Trong lúc đó, chắc chắn sẽ có thương vong. Nói đến đây, ông ta tỏ vẻ đau buồn nói, tôi từng có một đứa con trai, tài năng của nó hơn tôi rất nhiều, tôi chưa từng đi vào con đường chúa tể nên đặt kỳ vọng vào nó. Tôi có nhiều yêu cầu khắt khe với nó, dùng hết tất cả tài nguyên để giúp nó trưởng thành. Thế nhưng, nó cũng chỉ đi đến cửa thứ ba. Trong cửa ải thứ ba thì bị thiên tài tộc Thiên Hồ giết chết. Năm đó nó mới 22 tuổi, tôi hận mình tại sao không có được công pháp cấp hoàng sớm hơn, nếu nó có thể luyện hóa cấm kỵ thì sẽ không chết trên đường chúa tể. Ngô Bình cũng không biết nên an ủi ông ta thế nào. Bèn nói, ông đừng đau lòng, ít nhất anh ta đã từng cố gắng. Dám đối đầu với nguy hiểm, anh ta rất giỏi. Mắt Phương Lập đỏ bừng, nói, đúng thế, nó mạnh hơn tôi. Sau đó ông ta nói với Ngô Bình, chủ nhân, tôi không có yêu cầu gì khác. Sau này cậu trở thành chúa tể rồi, có thể làm cho con trai tôi sống lại không? Ngô Bình nhìn ông ta, chúa tể có thể cứu sống người đã chết sao? Phương Lập gật đầu, chúa tể có thể có quyền luân hồi, chỉ cần chủ nhân đến được cảnh giới đó. Dĩ nhiên có thể giúp con trai tôi sống lại. Ngô Bình im lặng mấy giây, cậu biết chuyện này không dễ dàng như bề ngoài, nhưng Phương Lập đã nhận cậu là chủ nhân, hơn nữa còn giao toàn bộ tài nguyên cho cậu nên cậu không tiện từ chối. Được, tôi đồng ý với ông. Nếu tôi trở thành chúa tể, nhất định sẽ cố gắng cứu sống con trai ông. Phương Lập vô cùng biết ơn, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình, Phương Lập, ông cứ thế này cũng chẳng ra sao cả, mau hiện thân ra đi. Phương Lập nói, chủ nhân, sức mạnh gây hại cho. Cơ thể tôi vẫn chưa được tiêu diệt sạch, thế nên. Không sao, bây giờ tôi làm sạch giúp ông, nói rồi Ngô Bình giơ tay ra ấn lên đầu. Sức mạnh thái cổ ma điệp rót vào trong, sức mạnh còn lại đó lập tức biến mất. Phương Lập cảm thấy nhẹ nhõm, vô cùng mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình, trong tay tôi có khá nhiều dược liệu, bây giờ luyện chế một viên đan ngọc túy cho ông. Uống đan này vào thì ông có thể có được một cơ thể hoàn chỉnh trong 3 ngày. Hơn nữa cơ thể mới sẽ thích hợp tu hành hơn cơ thể trước kia của ông. Mắt Phương Lập sáng lên, thế mà còn tốt hơn cơ thể trước kia à? Ngô Bình gật đầu, đan dược này cần phải phá vỡ rồi mới thiết lập, trước tiên phải bị tiêu diệt cơ thể rồi mới tái tạo lại. Nhưng ông vốn dĩ đã không có cơ thể nên bỏ qua bước này. Thấy nơi này cực kỳ yên tĩnh, cậu lập tức lấy đan dược ra. Sau đó chọn bảo dược rồi bắt đầu luyện chế đan ngọc túy. 3 khắc sau, lò luyện đan nổ tung, 3 tia sáng bay ra, lần lượt là ánh sáng đỏ, ánh sáng tím và ánh sáng 4 xanh. Ngô Bình vươn tay nắm lấy ánh sáng tím, để mặc ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh bay đi. Phương Lập nhìn đến ngây người, khó hiểu hỏi, chủ nhân, 2 tia sáng bay đi đó là gì? Ngô Bình, pháp này làm thay đổi vận mệnh trái với ý trời, can thiệp vào quy luật tự nhiên. Ánh sáng xanh bay, ra sẽ chịu được sự tàn sát của thiên đạo, còn ánh sáng đỏ sẽ hấp thụ năng lượng tiêu cực do thiên đạo trừng phạt. Cậu vừa dứt lời, cho dù cách một vực thắm, Phương Lập vẫn nghe được tiếng sấm vang lên từ phía chân trời. Lúc này ông ta xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một viên đan màu tím. Sau khi thầm đếm 9 giây, ông ta đập viên đan vào trán Ngô Bình.
Phương Lập không có cơ thể, dĩ nhiên cũng không thể tiêu hóa được sức mạnh của dược nên chỉ có thể dùng cách này để giúp hắn hấp thu. Viên đan biến thành năng lượng cực nhỏ, đi vào đầu cậu. Được rồi, tôi đã bày bố trận pháp ảo xung quanh, ông tạm thời ở lại đây hồi phục đi. Không lâu sau, Ngô Bình bày bố xong trận pháp, sau đó bay đến trên vực thẳm. Càn Tiêu Trần vẫn còn đang đợi cậu, lúc Ngô Bình xuất hiện, anh ta đang ngồi tu luyện. Thấy cậu về, Càn Tiêu Trần cũng không ngạc nhiên, cười nói, anh Ngô quả nhiên là rồng phượng trong nhân gian, thế mà anh cũng có thể đi lại tự nhiên trong khu vực kỳ quái này. Anh ta không hỏi sau đó đã xảy ra chuyện gì, dù sao. Mỗi người đều có bí mật của mình, không tiện hỏi nhiều. Ngô Bình cười nói, anh Càn vẫn chưa đi, lẽ nào còn có việc gì sao? Càn Tiêu Trần gật đầu, tôi suy nghĩ rồi, muốn hợp ác với anh Ngô đi thăm dò một cổ điện. Cổ điện, Ngô Bình nhìn anh ta, đó là nơi nào? Càn Tiêu Trần, năm đó huyền tổ của tôi cũng từng đến cấm địa thượng cổ, phát hiện ra một cổ điện nằm ở một nơi xa xôi. Ông ấy nghĩ trong cổ điện đó chắc phải có thứ gì đó phi thường, truyền thừa lợi hại. Chỉ là tu vi và bản lĩnh của huyền tổ tôi có hạn, cố gắng 3 tháng cũng không mở được. Sau đó Thái Tổ, Cao Tổ, Tăng Tổ, ông nội tôi cũng từng đến đó thử mở ra nhưng đều thất bại. Nói đến đây, anh ta thở dài, mục đích lớn nhất của tôi đến đây là làm theo các ông bà, cũng đi mở thử xem. Nhưng tôi biết tư chất của mình còn không bằng ông nội, ngay cả ông ấy cũng không làm được thì tôi càng không làm được. Ngô Bình, thế nên anh muốn hợp tác với tôi. Càn Tiêu Trần nhìn chằm chằm Ngô Bình, đột nhiên cười nói, anh Ngô chắc chắn là một người phi thường, tôi cũng đã gặp rất nhiều thiên tài nhưng không ai trong số họ có thể sánh được với anh Ngô. Thế nên tôi muốn dựa vào vận may và bản lĩnh của anh Ngô để mở cổ. Điện. Sau khi mở được thì sao? Ngô Bình hỏi đến vấn đề quan trọng nhất, phân chia bảo vật trong cổ điện. Càn Tiêu Trần cười nói, tôi chỉ muốn 30% tất cả mọi thứ, còn lại sẽ đưa cho anh Ngô. Hơn nữa, những thứ tôi muốn sẽ do anh Ngô phân phát, tôi sẽ không kén chọn. Anh Ngô thấy cách chia này thế nào? Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói, 10%. Càn Tiêu Trần nhíu mày, anh Ngô, 10% có quá đáng quá không? Ngô Bình nhìn anh ta, không có tôi, anh chẳng được gì cả. Anh là người cung cấp tin tức, nhiều nhất chỉ có 10%. Thật ra Càn Tiêu Trần không muốn đòi hỏi quá nhiều, vì nếu cổ điện được mở ra, cho dù anh ta có được. Thứ gì thì cũng được hời, huống gì còn có thể chia 10%. Hơn nữa, anh ta không sợ Ngô Bình ra điều kiện, nhưng lại sợ Ngô Bình mở miệng đồng ý ngay. Đồng ý nhanh quá, ngộ nhớ đến lúc đó hối hận thì anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Thế là anh ta giả vờ tỏ ra đau đớn, được thôi, ai bảo thực lực của tôi có hạn, mọi chuyện chỉ đành dựa vào. Anh Ngô, Ngô Bình, trong cấm địa thượng cổ không có giới hạn thời gian, tôi và anh tu luyện mấy ngày ở trong này trước, 3 ngày sau xuất phát. Dĩ nhiên Càn Tiêu Trần không có ý kiến, gật đầu nói, được, mọi chuyện nghe theo anh Ngô. Ngô Bình tìm được một cái hang động trên vách đá. Cậu dọn dẹp hang động rồi luyện tập ở bên trong. Sau đó cậu phải bước vào tu luyện công pháp cấp thánh hoàng của Phương Lập. Trước đó cậu đã bắt đầu tu luyện cửu chuyển hóa cấm huyền công, có được đại trận hóa cấm, luyện hóa được cấm kim mục nát. Thế nhưng, đó chỉ là bước đầu tu luyện, cũng chính là công pháp tầng thứ nhất, thuộc loại vỡ lòng cho người mới. Cửu chuyển hóa cấm huyền công hoàn chỉnh có tổng cộng 3 tầng, tầng sau khó hơn tầng trước. Trong đó, tầng thứ nhất có nhân bí đồ tương ứng. Hơn nữa còn là nhân bí đồ thánh cấp. Bí đồ này, gọi là cửu dương hóa cầm đồ, cần mở cửu đại bí khiếu trong cơ thể. Cửu đại bí khiếu này, có 4 bí khiếu thuộc 12 đại bí khiếu cơ mật. Toàn bộ thánh cổ đại lục này có thể đồng thời nắm giữ phương pháp mở tứ đại bí khiếu này, không vượt qua 3 cái. 20 đại bí khiếu này được gọi là bí khiếu chung. Tâm, 5 bí khiếu còn lại cũng thuộc 30 đại bí khiếu cực kỳ cơ mật. Phương pháp mở 30 đại bí khiếu này chỉ có một vài hoàng triều cổ xưa, đại giáo nghìn năm mới có thể sở hữu được một phần, đều rất khó có được, chỉ truyền thừa nội bộ các thế lực lớn, được xưng là bí khiếu truyền thừa. Ngũ đại bí khiếu truyền thừa cộng thêm tứ đại bí khiếu trọng tâm, có thể thấy cửu dương hóa cấm này. Có cấp bậc rất cao, tu luyện rất khó. Nếu Ngô Bình sinh ra trong một thế mực siêu cấp nào đó ở thánh cổ đại lục, thì thế lực mà cậu có chắc chắn phải bỏ ra cái giá rất lớn. Đưa đến các thế lực đỉnh cao, yêu cầu những thế lực này mở bí khiếu cho cậu. Nếu căn cơ không thâm hậu,
mà chỉ hành động như vậy cũng đủ khiến một vài thế lực lớn sụp đổi. Như vậy vẫn chưa là gì, tiếp đó là phải hấp thụ bí lực thần cấp. Cửu Dương Hóa Cấm Đồ có yêu cầu về bí lực rất cao, trong cửu đại bí khiếu, tứ đại bí khiếu trọng tâm buộc phải hấp thụ ba loại bất kỳ trong năm loại bí lực thần cấp. Ngũ đại bí khiếu truyền thừa còn lại có thể hấp thụ bí lực thần cấp, cũng có thể hấp thụ bí lực huyền cấp. Vì thế, Ngô Bình dựa theo nguyên tắc mở bí khiếu trọng tâm đầu tiên. Độ khó để mở bí khiếu trọng tâm rất cao, cậu tốn gần 3 tiếng đồng hồ mới mở được một bí khiếu truyền thừa, hấp thụ bí lực thần cấp, ngưng tụ bí ấn. Lúc này, trong thân thể Ngô Bình bỗng xuất hiện một lượng lớn bí lực, những bí lực này như đã tồn tại trong thân thể cậu từ lâu, chỉ là bị che giấu kỹ mà thôi. Thế nhưng, lần này bí ấn ngưng tụ rất tốn sức, mãi đến ngày thứ 3, cậu mới ngưng tụ đủ 10.000 bí ấn một cách khó khăn. Thời hạn 3 ngày đã đến, Ngô Bình lại quay về dưới vực thẳm, xem xét tình hình Phương Lập. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao tầm 9 thước, đứng đó, ông ta đã đội một bộ trường sam xanh ngọc, quàng khăn lục, khí chất tao nhã. Lúc trước chỉ là một cái đầu, Ngô Bình cũng không chú ý đến vẻ ngoài của Phương Lập. Bây giờ nhìn lại, đúng thật là một nhân vật anh hùng, uy phong lẫm liệt, không giận mà uy. Người đàn ông thấy Ngô Bình quay lại, ông ta cuống cuồng bái kiến, chủ nhân. Ngô Bình quan sát Phương Lập, cười nói, không tệ, ông vừa ý với thân thể này chứ. Phương Lập, chủ nhân, thân thể này có thể nói là hoàn mỹ. Tu vi hiện tại của tôi đã khôi phục được 3 phần rồi. Ngô Bình gật đầu, nói, vậy đi theo tôi đi. Phương Lập khẽ cúi đầu, vâng. Hai người quay về vách núi trên bờ vực, Ngô Bình gọi Càn Tiêu Trần, đến gặp Lăng Bộ Phi, Mạc Khinh Ngữ. Thấy bên cạnh Ngô Bình bỗng nhiên có một nhân vật uy nghiêm như vậy, Càn Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Phương Lập ở Thánh Cổ Đại Lục cũng là thiên kiêu của bản tộc, cái gì cũng đã gặp, vì vậy cũng có chút xem thường Càn Tiêu Trần, không buồn quan tâm nhìn anh a. Cảm nhận được sự khinh miệt của Phương Lập, Càn Tiêu Trần có chút buồn bực, thầm nói tôi đắc tội với ông rồi hay sao? Vả lại ông là ai mà dám coi thường bổn công tử đây? Nhưng những lời này, anh ta chỉ có thể nói thầm trong bụng, dù sao anh ta cũng không dám đắc tội Ngô Bình. Cuối cùng, mấy người họ đến địa điểm đã hẹn trước. Bởi vì Ngô Bình đã bày bố thủ đoạn ở gần đây nên mấy cô gái vân đợi ở đây, chỉ là cậu vừa đi là hết 3 ngày, bọn họ cũng khó tránh cảm thấy lo lắng. Lúc này, Hồ Tiểu Kiều đang ăn một miếng bánh quy. Bắt đầu từ hôm qua, bọn họ càng không dám đi ra ngoài, cứ chờ mãi ở đây. Hồ Tiểu Kiều không nhịn được nói, Mỹ Mỹ, chúng ta cũng không thể cứ ở chờ ở đây mãi đúng chứ. Vừa nãy tôi đã liên lạc với Tư Mã Sư Huynh, anh ấy nói 2 ngày nay sẽ có thu hoạch, tôi nghĩ. Tư Mã Sư Huynh mà cô ta nói chính là vị nam tu đầu nhọn kia, tên là Tư Mã Trinh, có danh tiếng rất lớn ở học. Viện Hoàng gia, nếu không phải Ngô Bình xuất hiện thì an ta chắc hẳn sẽ trở thành nhân vật thủ lĩnh chuyến đi đến cấm địa thượng cổ lần này rồi. Điền Mỹ Mỹ liếc nhìn cô ta, cô muốn bây giờ để tôi rời đi cùng cô, đúng chứ? Hồ Tiểu Kiều gật đầu, chúng ta cùng đi tìm Tư Mã Sư Huynh, anh ấy nhất định sẽ giúp chúng ta. Điền Mỹ Mỹ lạnh nhạt nói, tôi vẫn muốn đợi Ngô Sư Huynh quay lại, cô tự đi tìm anh ta đi. Hồ Tiểu Kiều nhỏ giọng nói, vậy nhỡ đâu anh ấy không quay về thì sao? Cấm địa thượng cổ đầy rẫy nguy hiểm, một người mấy ngày vẫn chưa quay lại, vậy thì rất có khả năng sẽ không quay lại nữa. Nghe cô ta nói như vậy, Điền Mỹ Mỹ tức giận, cô nói gì? Ngô Sư Huynh lợi hại như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không gặp chuyện. Mạc Khinh Ngữ liếc nhìn Hồ Tiểu Kiều, lạnh nhạt nói, cô muốn đi, thì cứ đi đi, làm gì phải nói nhiều như vậy. Hồ Tiểu Kiều nghiến răng, đi ra ngoài trận pháp. Mấy phút sau, cô ta đưa theo tu sĩ đầu nhọn đi vào, bên cạnh còn có 3 tu sĩ khác, người này chính là Tư Mã Trinh. Tư Mã Trinh nhìn thấy nhiều nữ tu xinh đẹp như vậy, trong lòng cũng ngứa ngáy, anh ta cười lớn nói, tôi nói sao nhỉ? Loại người kia, không thể sống quá 3 ngày đâu, thế nào, bị tôi nói chúng rồi sao? Thấy Hồ Tiểu Kiều lại dẫn người ngoài đi vào, Điền Mỹ Mỹ vừa giật mình vừa tức giận, ánh mắt Mạc Khinh Ngữ cũng đầy sát khí. Đưa người ngoài đến đây, cách làm của Hồ Tiểu Kiều không khác gì bán đứng. Lăng Bộ Phi lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Nếu là ở học viện Hoàng gia, Tư Mã Trinh chắc chắn sẽ không dám đắc tội với mấy đệ tử tông môn lớn như Lăng Bộ Phi. Nhưng đây là cấm địa thượng cổ, người chết thì cứ chôn xuống đất là xong chuyện,
anh ta căn bản không cần phải sợ bất kỳ yêu. Hừ lạnh một tiếng, Tư Mã Trinh nói, cấm địa thượng cổ này là của nhà cô à, cô có tư cách gì bảo tôi ra ngoài? Mạc Khinh Ngữ thản nhiên nói, cho anh 3 giây, nếu còn không đi ra, lát nữa muốn đi cũng không đi được đâu. Tư Mã Trinh lại không hề lo lắng chút nào, anh ta cười nham hiểm, vậy sao? Mấy mỹ nữ đây chẳng lẽ không cảm thấy cơ thể không thoải mái sao? Điền Mỹ Mỹ đứng bật dậy, nhưng cô ấy vừa đứng dậy đã nghiêng ngả, suýt nữa đã ngã xuống đất, bất giác. Sợ hãi, tôi bị sao thế này? Sắc mặt Lăng Bộ Phi khó coi, nói chúng ta trúng độc rồi, là Hồ Tiểu Kiêu. Hồ Tiểu Kiêu cúi đầu, nói, là Tư Mã Sư Huynh bảo ôi làm, sau này tôi còn phải nhờ Tư Mã Sư Huynh bảo. Vệ, xin lỗi. Điền Mỹ Mỹ tức như muốn ngất đi cô. Hồ Tiểu Kiều, cô đúng là đồ ngu xuẩn, xấu xa. Hồ Tiểu Kiều bỗng ngẩng đầu, tức giận nói, sao tôi lại xấu? Tôi chỉ là đang làm chuyện có lợi cho bản thân mình thôi. Từ nhỏ mẹ tôi đã nói dạy tôi rồi, bất kể lúc nào cũng phải ra quyết định có lợi cho bản thân, chỉ có như vậy tu sĩ chúng ta mới có thể sống sót được. Nhưng quyết định này của cô rõ ràng rất ngu xuẩn, Mạc Khinh Ngữ vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói. Hồ Tiểu Kiều liếc nhìn cô ấy, Mạc Khinh Ngữ, đã đến lúc nào rồi, cô đừng có giả vờ thanh cao trước mặt chúng tôi nữa. Mấy người các cô cứ ngoan ngoãn nghe, lời Tư Mã Sư Huynh tôi đi, anh ấy sẽ không làm hại các cô. Điền Mỹ Mỹ tức giận nhìn Mã Tư Trinh, anh muốn làm gì? Tư Mã Trinh cười ha ha, nói tôi tu luyện được một loại kỳ công, có thể hấp thụ công lực của nữ tu để tôi sử dụng. Hơn nữa, nữ tu càng xinh đẹp, tu vi càng cao, tôi càng có nhiều lợi ích hơn. Mấy vị mỹ nữ, các cô ngoan ngoãn phối hợp, đợi sau khi tôi thăng cấp, tôi sẽ yêu thương các cô. Nói rồi, anh ta đi đến chỗ Lăng Bộ Phi cách gần nhất, ánh mắt đầy vẻ nham hiểm. Lăng Bộ Phi vội đứng dậy, nhưng cô ấy cũng giống với Điền Mỹ Mỹ, lập tức lại ngồi xuống đất, đầu óc choáng váng. Vô dụng thôi, cô đã trúng túy tiên tán, một trong tứ đại kỳ độc ở hạ giới, dược này rất chân quý, để có được các cô mà tôi phải bỏ ra rất nhiều đấy, Tư Mã Trinh đắc ý, giơ nanh vuốt đi về phía Lăng Bộ Phi. Anh to gan đấy, đột nhiên, âm thanh lạnh lùng chợt vang lên. Tư Mã Trinh run cả người. Anh ta chậm rãi quay lại thì thấy Ngô Bình và hai người khác đang đứng cách đó không xa. Tư Mã Trinh lập tức tươi cười nói, Ngô Sư Huynh, anh về rồi à? Lúc trước cô Hồ cứ lo lắng cho an nguy anh mãi, nên mới mời tôi đến. Vừa rồi tôi chỉ là nói đùa với mấy mỹ nữ đây thôi. Dùng túy tiên tán, một trong tứ đại kỳ độc để đùa sao, Mạc Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Tư Mã Trinh đang chậm rãi rút lui, nói, chỉ là đùa hơi quá một chút. Nhưng tôi cũng không có ác ý. Ngô Bình lạnh lẽo nói, quỳ xuống. Tư Mã Trinh khẽ giật mí mắt, mấy người sau lưng anh ta đưa mắt nhìn nhau, vốn tưởng Ngô Bình đã mất mạng bên ngoài, không ngờ cậu lại quay về, chuyện này làm sao cho tốt đây. Tư Mã Trinh bỗng căn răng, đột nhiên cầm một con dao găm kề sát cổ Lăng Bộ Phi, hung hăng nói, tên họ Ngô kia, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh thả tôi đi, nếu không tôi sẽ giết chết cô tan. Vẻ mặt Ngô Bình chẳng thay đổi gì, chỉ lạnh nhạt nói, tôi vốn cũng sẽ không giết anh, nhưng bây giờ thì anh buộc phải chết. Còn chưa dứt lời thì một bóng người đã bay sát dưới mặt đất, chớp mắt nuốt chửng cái bóng của Tư Mã Trinh, trong nháy mắt, thân thể Tư Mã Trinh cứng đờ, lập tức mất khả năng di chuyển. Ngô Bình không nhanh không chậm đi đến trước mặt anh ta, hỏi thuốc giải ở đâu. Ánh mắt Tư Mã Trinh đầy vẻ hoảng sợ, run giọng nói, Ngô Sư Huynh, đừng giết tôi. Ngô Bình không hỏi nhiều, trực tiếp lấy túi chữ đồ của anh ta ra, lấy ra một lọ nhỏ từ bên trong, cậu khế ngửi rồi lần lượt đưa đến trước mũi mấy cô gái. Mấy cô gái gửi được mùi hăng nồng, sau đó sức lực trong người cũng dần dần khôi phục. Hồ Tiểu Kiều vẫn luôn cúi thấp đầu, lúc này cô ta bỗng quỳ xuống đất, khóc nói, Ngô Sư Huynh, đều là do Tư Mã Trinh ép tôi làm, hu hu, tôi cũng không còn cách nào. Ngô Bình chẳng buồn nhìn cô ta mà nói với mấy cô gái Lăng Bộ Phi, các cô quyết định đi. Lăng Bộ Phi gật đầu, đợi khôi phục xong thì cô ấy cầm kiếm đi qua, một kiếm đâm chết Tư Mã Trinh, sau đó không hề chần chừ một kiếm đâm chết Hồ Tiểu Kiều. Vẩy bớt vết máu trên kiếm, Lăng Bộ Phi thản nhiên nói, mọi người đều là người của học viện, vẫn nên để tôi ra tay thì hơn. Thân là đệ tử của thế lực lớn, giết chết một học viên học viện hoàng gia cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Mấy đệ tử khác lúc này cũng đều quỳ dưới đất,
hai bên đánh nhau, vô cùng hoảng sợ. Chúng tôi đều phải nghe theo Tư Mã Trinh, chuyện này cũng là một tay anh ta lên kế hoạch, trước đó chúng tôi cũng không biết chuyện, mong Ngô sư huynh nể mặt cùng học ở học viện mà tha cho chúng tôi một lần. Cút đi, Ngô Bình chẳng muốn nói nhiều, xua tay bảo bọn họ rời đi. Mấy người họ như được ân xá, liên tục nói cảm ơn sau đó quay đầu rời đi, chỉ sợ Ngô Bình hối hận. Lúc này Mạc Khinh Ngữ mới thả lỏng tay trái, cô ấy cầm một sát phủ uy lực cực lớn trong tay, một khi Tư Mã Trinh dám lại gần thì cô ấy sẽ dùng lá bùa này. Ngô Bình, xin lỗi, đã để mọi người chờ lâu. Mắt Điền Mỹ Mỹ ửng đỏ, nói, sư huynh, nếu anh đến muộn một chút thôi, chúng tôi đã thảm rồi. Ngô Bình, đúng lúc chúng ta cần đến một nơi, nếu thu hoạch đủ nhiều, đến lúc đó mỗi người các cô chọn một món đồ. Mạc Khinh Ngữ hỏi, cậu Ngô, nơi nào vậy? Một tòa cổ điện, Ngô Bình nói, chúng ta cùng đi thôi. Phương Lập nói, chủ nhân, chuyện tìm kiếm cổ địa không cần phải vội, chúng ta có thể chậm rãi đi đến đó, trên đường nếu gặp được đồ gì đáng giá thì cứ cất lấy. Ngô Bình cảm thấy cũng có lý bèn nói, được, vậy thì không cần gấp, cứ từ từ đi. Sáu người rời đi, xuất phát về hướng cổ điện. Bọn họ đi không phải nhanh, sau khi đi được hơn 300 dặm thì cách đó không xa bỗng nghe thấy tiếng người vang lên, hơn nữa không chỉ một người. Phương Lập một mình đi lên kiểm tra, một lúc sau quay lại nói, chủ nhân, phía trước bên trái cách 3 dặm, có một nhóm người hạ trại, số lượng 17 người, trong đó có hai tu sĩ thần thông cảnh, còn lại đều là tu sĩ bí cảnh. Bên trong có một tu sĩ bị khống chế, bị thương rất nặng. Anh ta đang bị mấy người luân phiên tra tấn, trông có vẻ như muốn hỏi cung gì đó. Ngô Bình không hứng thú với chuyện này, cậu đang định tiếp tục đi tiếp. Phương Lập lại nói, nghe mấy người kia nói chuyện, người bị tra tấn kia đến từ Học viện Hoàng gia, tên Trương Tỉnh. Trương Tỉnh, Điền Mỹ Mỹ có chút kinh ngạc, anh ấy đúng thực là từ Học viện Hoàng gia. Anh ấy ở học viện cũng là nhân vật nổi danh, chỉ là tính cách khá cứng rắn, có mâu thuẫn rất lớn với Tư Mã Trinh. Lần này đi vào cấm địa thượng cổ đã bị Tư Mã Trinh cô lập, nên mới hành động một mình. Không ngờ, anh ấy lại bị người ta bắt giữ. Ngô Bình bất giác nhớ đến yêu cầu của phó viện trưởng, bảo cậu bảo vệ người của học viện. Im lặng một lúc, cậu lại nói, đi qua xem. Trên một bãi cỏ, có dựng 5 cái lều. Lúc này, một nhóm người lấy bàn ghế ra, hoa quả đồ ăn vặt các loại bày ra, núi đùa vui vẻ chuyện trò. Bỗng nhiên, một người trong đó chú ý đến Ngô Bình, anh ta lập tức ra hiệu, tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn về phía mấy người Ngô Bình. Khi cách đối phương chừng 200-300 mét, Ngô Bình tìm một bãi cỏ bằng phẳng, rồi bảo mọi người dựng trại, cũng bày bàn ghế, lấy đồ ăn vặt trái cây ra. Bọn họ bên này có ít người hơn chút, không náo nhiệt như đối phương, nhưng nếu nói về đồ ăn vặt hay trái cây thì lại hơn xa đối phương. Bọn họ có ý gì vậy? Dựng trại bên cạnh chúng ta. Một tu sĩ mặc áo vàng nhíu mày, nói với tu sĩ áo tím bên cạnh. Tu sĩ áo tím có vầng trán rộng, đôi mày rậm, anh ta hừ một tiếng, người đến không lành, người lành sẽ không đến. Tôi đi gặp bọn họ. Nói xong, anh ta cầm bình rượu, cất bước đi về phía trại Ngô Bình. Khi anh ta đến gần lều trại trong vòng 100 bước, Phương Lập tựa như u linh ngăn cản anh ta lại, lạnh lùng nói, nơi nghỉ ngơi tư nhân, người ngoài không được tiến vào. Người áo tím nhíu mày, anh ta liếc nhìn Phương Lập. Phương Lập khiến anh ta có cảm giác rất nguy hiểm, có lẽ là cao thủ thần thông cảnh. Vì thế anh ta khẽ cười, nói tại hạ Tô Đức Mậu, tôi không có ác ý gì, chỉ muốn tặng chút rượu cho mọi người. Lúc này giọng của Ngô Bình truyền đến, lão, Phương, để anh ta đi vào. Phương Lập tránh người nhường đường, nói, mời. Tu sĩ áo tím Tô Đức Mậu bước đến trước mặt Ngô Bình. Chắp tay nói, chào các vị. Ngô Bình gật đầu, mời ngồi. Tô Đức Mậu để rượu xuống, nói, vẫn chưa được biết tên anh đây. Ngô Bình, tôi họ Ngô, Học viện Hoàng gia, Ngô Bình. Nghe thấy Học viện Hoàng gia, ánh mắt Tô Đức Mậu không che giấu nổi vẻ khinh thường. Chuyện này cũng không thể trách anh ta, tu sĩ Học viện Hoàng gia trước. Giờ thường rất yếu ớt, theo bọn họ thấy, tu sĩ Học viện Hoàng gia càng giống như đến để đủ số lượng. Không đáng coi trọng. Vậy mấy vị đây là, anh ta nhìn mấy người Càn Tiêu Trần và Mạc Khinh Ngữ. Càn Tiêu Trần vốn không muốn quan tâm anh ta, nhưng Ngô Bình cũng đã đáp lời, anh ta cũng không thể không nói, lạnh nhạt nói, Di La Cung, Càn Tiêu Trần. Nghe thấy cái tên Di La Cung,
Rõ ràng Tô Đức Mậu khẽ run người, anh ta kinh ngạc hỏi, anh đến từ La Di Cung. La Di Cung ở Linh Bảo Thượng Giới. Càn Thiêu Trần lập tức mất kiên nhãn, lạnh lùng nói, không phải Linh Ngọc Thượng Giới thì còn ở đâu nữa. Tô Đức Mậu vội vàng chắp tay, kích động nói, thì ra là thượng tu của La Di Cung, tôi Tô Đức Mậu, bái kiến thượng tu. Lập tức thay đổi thái độ nịnh nọt, so sánh với thái độ lúc nấy của đối phương khi nói chuyện với Ngô Bình thì khác hẳn. Càn Thiêu Trần lại mặc kệ hắn, quay mặt đi. Tô Đức Mậu hơi xấu hổ, nói với Ngô Bình, bên kia của bọn tôi có đồ ăn nước uống rất nhiều, các cậu cần thì cứ đi lấy, nói rồi hắn bỏ đi. Thấy người này đi, Điền Mỹ Mỹ nói, cái tên này xem. Thường người khác. Lúc này, một cái bóng ẩn nấp ở cái bóng của Tô Đức Mậu cùng quay lại doanh trại. Cái bóng đó đến bên cạnh đệ tử học viện Hoàng gia tên là Trương Tỉnh, lúc này cả người hắn toàn là máu còn chút hơi thở cuối cùng, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ dữ tợn. Cái bóng là do huyền ảnh của Ngô Bình biến thành, nó bỗng nhảy lên lập tức bao phủ lấy Trương Tỉnh, sau đó trượt trên mặt đất rồi biến mất. Đến khi người xung quanh phản ứng lại thì cả người Trương Tỉnh đã đi vào khu vực Ngô Bình đứng. Mười mấy người lập tức bay lên, đuổi theo hướng Ngô Bình. Am! Một tia kiếm quang phóng lên trời, đó là Trảm Đạo. Thập tam kiếm của Ngô Bình biến thành kiếm khí, khí tức kinh người khiến mười mấy người sợ hãi biến sắc, lần lượt ngã về phía sau. Sắc mặt Tô Đức Mậu rất khó coi, cao giọng nói, anh Ngô, ý anh là sao đây? Phương Lập lạnh lùng nói, chủ nhân của tôi làm gì không cần giải thích với các cậu, cút xa ra một chút. Mấy người này cực kỳ tức giận, một người đàn ông tóc xanh nghiêm giọng nói, từ bao giờ mà người học viện Hoàng gia kiêu ngạo như vậy? Phương Lập vung tay phải lên, phía sau xuất hiện một cánh cửa tối tăm, khí tức chết chóc liên tục truyền ra từ trong cửa, người đàn ông tóc xanh lập tức ngậm miệng lại vì ông ta cảm thấy cánh cửa như đang từ từ mở ra về phía mình. Cánh cửa chỉ mở ra một khe hở, nỗi sợ hãi vô tận bao trùm lấy ông ta thét lên, quay đầu bỏ chạy rồi biến mất không thấy tung tích. Những người khác cũng cảm thấy tê cả da đầu, đều lùi về sau. Nhìn thấy cánh cửa này, sắc mặt Càn Thiêu Trần cũng vô cùng nghiêm trọng, không khỏi nhìn Ngô Bình. Thấy mọi người lùi về sau, Phương Lập mới thu hồi lại cánh của tối tăm. Lúc này một bóng người bay đến từ phía xa, chính là Thanh Chi. Trong tay Thanh chỉ là một túi chứa đồ, trên người toàn là bùn đất như vừa trở lại từ trong ruộng đất. Lúc Ngô Bình đến không hề nhìn thấy Thanh Chi. Nhưng cậu biết Thanh chỉ đã sống ở cấm địa thượng cổ ừ nhỏ nên cậu cũng không lo lắng cho sự an toàn của cô ta, hơn nữa cậu còn để lại một vật truyền tín trên người Thanh chỉ để có thể liên lạc với cô ta bất cứ lúc. Nào, cậu Ngô, bên trong là dược liệu tôi hái được, nói rồi cô ta đưa túi chứa đồ cho Ngô Bình. Ngô Bình nhìn một cái, bên trong thế mà lại có hàng ngàn cây dược liệu, có cây khá quý, cũng có cây khá phổ thông. Cậu tò mò hỏi, cô lấy ở đâu mà nhiều thuốc thế? Thanh chỉ cười nói, tôi bẩm sinh đã nhạy cảm với dược liệu, nghe chị Mạc bảo anh cần dược liệu nên tôi đi xung quanh xem sao, hái giúp anh một ít. Ngô Bình hơi cảm động, cô ta không chỉ hái một chút, chắc trong 2-3 ngày nay cô ta đã liên tục đi khắp nơi để hái. Cậu nói, cảm ơn. Thanh chỉ cười nói, đừng khách sáo. Lúc này Trương Tỉnh ở dưới đất nhìn mấy người Ngô Bình nói, anh là Ngô Bình. Cái người mới đến học viện Hoàng gia. Trước khi vào cấm địa thượng cổ, Trương Tinh từng gặp Ngô Bình nên vừa nhìn đã nhận ra. Ngô Bình, là tôi. Tại sao anh lại cứu tôi, anh ta hỏi, anh ta chưa từng tin tưởng bất kỳ ai. Ngô Bình không có lý do gì đặc biệt, tôi chỉ tiện thể cứu anh thôi, sau đó cậu ném một viên thuốc cho. Trương Tỉnh để hắn tự hồi phục. Trương Tỉnh được sắp xếp vào trong một lều, sau đó mọi người để mặc anh ta ở đó, tự mình ăn uống nói chuyện phiếm. Trong lúc đó Điền Mỹ Mỹ đưa cho anh ta vài viên thuốc, hai người đã quen nhau trước đó. Trương Tỉnh hỏi, sư muội Điền, cô ở cùng với họ suốt sao? Điền Mỹ Mỹ gật đầu, đúng vậy, sư huynh Trương, sư huynh Ngô rất lợi hại, là một người rất tốt. Trước kia Tư Mã Trinh Hạ độc hại bọn tôi, chính sư huynh Ngô trừng trị hắn. Mắt Trương Tỉnh sáng lên, Tư Mã Trinh bị anh ta trừng trị. Tư Mã Trinh là kẻ thù của anh ta luôn bị mấy người bên kia ép. Sống chẳng tự do chút nào. Bây giờ nghe nói đến Tư Mã Trinh, anh ta lập tức trở nên hưng phấn. Điền Mỹ Mỹ, Tư Mã Trinh bị Lăng Bộ Phi giết chết rồi. Hắn dám có ý đồ với bọn tôi, chết cũng đáng đời. Trương Tĩnh cảm thấy sảng khoái, ấn tượng với Ngô Bình cũng tốt hơn,
anh ta cười nói, hay lắm, hay lắm. Anh ta cắn một miếng thịt khô, nói, cô nói sư huynh Ngô đến đây, tôi có lời muốn nói với anh ta. Ừ, Điền Mỹ Mỹ khế cười, ra ngoài gọi Ngô Bình. Ngô Bình đều lầu chạy hỏi, anh tìm tôi có việc gì? Trương Tỉnh nuốt đồ ăn xuống rồi nói, cảm ơn sư huynh Ngô đã cứu tôi một mạng, cũng cảm ơn anh có thể tiêu diệt cái thứ rác rưởi Tư Mã Trinh. Ngô Bình nói, tiện tay thôi, không cần cảm ơn. Trương Tỉnh nhìn cậu hỏi, sư huynh Ngô, anh có biết tại sao đám người đó lại bắt tôi tra hỏi không? Nếu anh muốn nói thì tôi rửa tai lắng nghe, Ngô Bình nói. Trương Tỉnh, hai ngày trước, tôi phát hiện ra một khu vực chứa đầy dược liệu quý. Nơi đó rất bí ẩn, hơn nữa có vài nguy hiểm không rõ, tôi không dám đi sâu vào trong nên chỉ hái được hơn 100 cây thuốc ở bên ngoài, sau đó rời đi. Không ngờ tôi chẳng may mắn chút nào, ra ngoài chưa được bao lâu đã gặp phải đám người đó. Ban đầu tôi muốn tránh chúng đi nhưng không ngờ đám người này lại nói lời khiêu khích tôi nói lại vài câu thì họ đã đánh gục tôi, cướp đi pháp chứa đồ của tôi, sau đó tôi nhìn thấy mấy dược liệu đó. Đám người này phân chia đồ của tôi, sau đó ép hỏi tôi tìm được. Dược liệu này ở đâu? Hừ, bọn khốn nạn này đã cướp đồ của tôi, giờ còn muốn tôi nói cho chúng biết vị trí của dược liệu. Nằm mơ đi, dù chúng có tra tấn tôi thế nào, tôi cũng sẽ không nói. Ngô Bình gật đầu, đúng thế, anh rất có khí phách. Trương Tỉnh cong môi cười nói, sư huynh Ngô, một khi Tư Mã Trinh chết, sau này anh sẽ là người đứng đầu học viện Hoàng gia, sau này tôi muốn đi theo anh. Ngô Bình rất hài lòng với Trương Tỉnh, nói, có thể. Trương Tỉnh vui mừng khôn xiết, sư huynh, đợi vết thương của tôi bình phục, tôi sẽ dẫn các anh đến nơi hái thảo dược. Nhưng đám người bên ngoài chắc chắn sẽ lén lút theo dõi chúng ta, tốt nhất là đuổi chúng đi trước. Ngô Bình gật đầu, anh chị vết thương trước đi. Sau khi đi ra khỏi lều, Ngô Bình đi vòng qua khu vực lều trại ở phía đối diện. Sau khi đi một vòng, cậu đã âm thầm bố trí trận pháp ảo ảnh, một khi đám người này rời khỏi khu vực này thì sẽ tiến vào ảo ảnh. Tô Đức Mậu cũng luôn thầm quan sát động tĩnh bên Ngô Bình nhưng lại không dám sang đó. Hai ngày tiếp theo, Ngô Bình tiếp tục tu luyện trong lầu trại. Trong hai ngày nay cậu bắt đầu luyện tập vài thủ pháp thần thông kết hợp với thất tinh trảm đạo đồ. Pháp môn đầu tiên cậu muốn tu luyện tên là thất tinh, túy hồn thủ. Sau khi tu luyện thất tinh túy hồn thủ, có thể ngưng tụ một bàn tay khổng lồ được bao quanh bởi ánh sao, uy lực của bàn tay này lợi hại đến mức có thể tiêu diệt thân anh, nghiền nát thần hồn. Ngô Bình phải mất một ngày rưỡi mới lĩnh hội được inh túy của thất tinh túy hồn thủ. Lúc này, cậu đứng đó, tay phải cách không trung nắm lấy nó. Một bàn tay khổng lồ dài 10 thước xuất hiện, phát ra 6 tia sáng màu sắc kỳ dị, được bao quanh bởi ánh sao, mang theo sức mạnh hủy diệt lao mạnh về phía trước. Ầm ầm, hư không bị đục ra một cái lỗ, hồi lâu cũng không thể lấp lại. Bên Tô Đức Mậu biến sắc, rốt cuộc người này có tu vi gì? Thần thông hậu kỳ sao? Theo cảm giác của họ, một cú chảo này của Ngô Bình, sợ là cao thủ thần thông cũng không chịu nổi. Thể hiện thất tinh túy hồn thủ xong, Ngô Bình nhìn sang hướng mấy người Tô Đức Mậu. Tô Đức Mậu vội nặn ra nụ cười, thể hiện sự thân thiết. Ngô Bình trở lại doanh trướng, không lâu sau, Điền Mỹ Mỹ đã tới, cười nói, sư huynh, người cách vách đi hết rồi. Càn Tiêu Trần cười khổ, một chiêu kinh khủng như thế, là tôi thì cũng sẽ rời đi thôi. Ngô Bình, đi là tốt nhất, nếu họ không đi, mỗi ngày tôi sẽ thể hiện một loại tuyệt học. Thanh Chi ngạc nhiên hỏi, cậu Ngô biết rất nhiều tuyệt học sao? Ngô Bình cũng không tính là nhiều, mà không coi là ít, chỉ là không có nhiều thời gian tu luyện thôi. Nói tới tuyệt học, Ngô Bình mới nhớ tới 5 bộ tuyệt học mình lấy ra trước đó vẫn còn có 2 bộ chưa tu luyện, trong đó có một cái gọi là 9 tầng núi. 9 tầng núi này một khi tu luyện tới cực hạn thì có thể tăng sát thương của bản thân tới hơn 500 lần, trong đó, tầng núi đầu tiên sẽ làm sức sát thương tăng gấp 2. Tầng thứ 2 tăng gấp 4 so với ban đầu, từ đó suy ra, nếu đạt tới tầng núi thứ 9 thì có thể biến chiêu thức bình thường thành đón sát chiêu mạnh gấp 512 lần. Nhưng tu luyện tuyệt học này rất khó, tầng 2 thì bình thường nhưng cứ lên một tầng là độ khó tăng gấp mấy lần. Dựa vào phần giới thiệu, trong lịch sử, chưa có ai luyện được tới tầng thứ 9. Thiên tài tu luyện tới tầng cao nhất là tầng thứ 6, một đòn đánh ra sức công phát gấp 64 lần. Ngô Bình không quá quan tâm mình luyện tới tầng bao nhiêu, cậu quyết định đi từng bước. Tầng đầu tiên của 9 tầng núi không có gì khó khăn, cậu chỉ thử một chút,
chưa đầy 15 phút là đã học xong. Một quyền cậu đánh ra, trong không trung xuất hiện một bóng tay quyền ảnh. Quyền ảnh này và sức mạnh năm đấm khi đánh ra hợp lại với nhau tạo thành sức công phá gấp đôi. Nhưng tầng 2 có chút khó khăn, Ngô Bình suy nghĩ hơn một tiếng mới đánh ra được hiệu quả tương ứng. Lúc này, một quyền cậu đánh ra xuất hiện ba bóng tay chồng chéo lên nhau. Hôm sau, Ngô Bình luyện thành tầng thứ 3, lúc này một quyền đánh ra đã có 7 bóng tay, sức tương đương gấp 8 lần. Vết thương của Trương Tỉnh đã khôi phục, mấy người Ngô Bình bàn bạc, quyết định hôm nay xuất phát, đi tới khu vực có dược liệu rậm rạp mà Trương Tỉnh đã nói. Thoáng chốc, Trương Tỉnh đã dẫn đám Ngô Bình tới một rừng đào, trong rừng rậm lại có một rừng đào thế này cũng không kỳ lạ, điều quỷ dị là những cây đào đều giống hệt nhau từ thân cây tới cành lá. Ngô Bình nhìn thoáng qua, ở đây có bầy trận ảo, ban đầu sao anh ra ngoài được? Trương Tỉnh nói, đúng vậy, tôi đã lạc đường lúc đi vào. Nhưng mũi tôi thính, bị nhốt một ngày hai đêm thì tôi nhắm mắt, đi ra ngoài theo mùi trong gió. Dù rừng đào lớn, nhưng bên ngoài vẫn có gió thổi vào, tôi cũng nương theo mùi, mất 3 ngày mới ra được. Ngô Bình nhìn đối phương một cái, cậu tới trước một cây đào, dùng kiếm chặt đổ. Tức khắc cảnh tượng rừng đào lắc lư. Sau đó các cây đào biến mất, lộ ra lối đi nhỏ, nối thẳng tới một thung lũng. Trương Tỉnh trợn to hai mắt, trong lòng dâng lên sự khâm phục, anh ta giơ ngón tay cái, sư huynh đúng là lợi hại. Ngô Bình chỉ vào cửa thung lũng hỏi, cậu từng thấy nó chưa? Trương Tỉnh lắc đầu, lúc đó tôi xông vào một ruộng thuốc, hái chút thuốc, tôi còn đi chỗ khác nhưng cảm giác bên trong rất nguy hiểm. Ngô Bình, ngày xưa thung lũng này từng có chủ, giờ có lẽ là chủ nhân này không ở. Ngô Bình đi đầu, những người còn lại theo sau, họ chậm rãi đi hết đường nhỏ, tới cửa vào thung lũng. Ở lối vào có hai miếng gỗ xưa cũ được ghép lại thành cổng, bao quanh là một mảnh tường gạch cũ nát, hai bên bờ tường đã sụp, có thể thấy được cảnh bên trong, nơi đó là vườn thuốc hoang dại, dược liệu bên trong không quá nhiều. Ngô Bình, chỗ này cậu tới chưa? Trương Tỉnh sáng mắt, đúng vậy, là chỗ này, sư huynh, có phải rất nhiều dược liệu không? Ngô Bình không trả lời. Đi tới trước cánh cổng cũ, gõ hai cái, hành động kia khiến mọi người khó hiểu. Thanh chỉ cậu Ngô, nơi này không có ai, cần gì gõ cửa. Ngô Bình, dù chủ nhân nơi này không ở nhưng đây dù gì cũng là địa bàn của người ta, chúng ta là khách, phải có phép lịch sự tối thiểu. Cậu vừa dứt lời, cổng tự động mở ra, mấy người thanh chỉ phát hiện cảnh tượng bên trong khác hẳn những gì họ vừa thấy. Trước mắt là đường mòn uốn lượn, thông qua một núi. Ngọn núi cách nơi này hơn 10 dặm, bên trên có vài căn nhà. Là một động thiên, Càn Tiêu Trần bất ngờ, nhấc chân định vào nhưng anh ta có kiềm lại, nhìn sang Ngô Bình. Ngô Bình không thể hiện biểu cảm gì, chắp tay nói, đa tại. Sau đó cậu nói với mọi người, chủ nhân cho mời, chúng ta vào thôi. Trong lòng Điền Mỹ Mỹ có chút sợ hãi, theo sau Ngô Bình, nhỏ giọng, sư huynh, ai mời chúng ta thế? Nơi này còn ai sao? Mạc Khinh Ngữ cảm nhận một chút rồi nói, chủ nhân không ở nhưng tu vi rất cao, nhiều năm sống tại đây nên hơi thở đã hòa vào chỗ này, tạo thành linh trí, vì thế cánh cửa này và mọi thứ ở đây đều là vật sống. Phương Lập kiến thức nhiều, đây không phải động tiên mà là không gian cấm kỵ. Nơi này có sức mạnh cấm kỵ. Ngô Bình tất nhiên cũng cảm nhận được, cậu bình thản đi vào. Đường rất dài, mấy người kia muốn bay, nhưng Ngô Bình ngăn cản, vì vậy họ chỉ có thể đi bộ lên núi. Đi được một đoạn, Ngô Bình thấy một ao cá có hoa sen nở rộ, có hồng, trắng, tím. Tổng cộng 7 màu. Nghe có tiếng người, trong ao cá, 100 con cá màu vàng nhảy lên. Ngô Bình dừng bước, cậu mang theo không ít đồ ăn nên lấy ra một ít nút cá, tay vo nhẹ cho nát rồi ném vào. Ao, cá tranh nhau đớp mồi làm bọt nước văng khắp nơi. Lại đi một đoạn, cuối đường có 3 cái cây chết héo. Nói đúng hơn là một trong đó còn một cái cây duy nhất có một chiếc lá xanh là chưa úa hoàn toàn. Ngô Bình nhìn thoáng qua chung quanh, lạ thật, dưới mặt đất không thiếu nước, sao chúng lại chết héo? Nhỉ! Tay anh vung lên, hơi nước trong không khí tụ thành một dòng nước tưới vào bên cạnh cây khô. Làm xong, cậu lên núi. Khi tới chân núi, cậu thấy một hòn đá được đặt ở lối vào, trên đó ghi chép một phương thuốc dân gian. Ngô Bình xem một chút thì nhận ra trong phương thuốc có quá nhiều vấn đề, dù người chuyên nghiệp. Luyện chế thì cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Dù chính tay, cậu luyện thì loại thuốc này cũng khó mà thành công. Những người khác đều nhìn thấy nội dung trên tảng đá,
nhưng họ không phải thầy luyện đan, tất nhiên không thể biết sự huyền bí trong này. Thấy Ngô Bình nhìn viên đá, Mạc Khinh Ngữ hát, cậu Ngô, viên đá này có vấn đề sao? Ngô Bình ừ một tiếng, nhặt một hòn đá ở bên cạnh lên rồi bỏ thêm hai vị dược liệu vào đó, sau đó cậu ném hòn đá đi, vỗ tay cười nói, vậy mới đúng. Khi đơn thuốc trên mặt đá được sửa lại, tảng đá rung chuyển, sau đó một cây cầu vàng từ trên núi bay xuống, xuất hiện dưới chân Ngô Bình. Mắt Phương Lập sáng lên, phi kiều đón khách, đây là đường đón khách long trọng nhất ở Thánh Cổ Đại Lục. Ngô Bình bước lên cây cầu vàng, những người khác cũng đi theo, kim kiều bay về, thoáng chốc đã tới trên núi, sau đó dừng lại trước một sân vườn rộng. Cánh cổng rất đơn giản, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Cánh cửa vang lên tiếng cót két, mở ra thì lộ ra sân vườn bên trong. Sân rất rộng, bên trong có mái đình nghỉ mát, lúc này có hai bức tượng người ngồi trong đình, họ đang ngồi đối diện chơi cờ, một người chống cằm suy ư, một người vuốt râu mỉm cười. Ngô Bình bước vào trong sân, đến trước mái đình chắp tay lại nói, chào hai vị tiền bối. Đồng tử của bức tượng vuốt râu mỉm cười đó bỗng chuyển động. Ngô Bình nhận ra ánh mắt của ông ta vẫn đang dán chặt vào bàn cờ. Thế là cậu lại nhìn bàn cờ, chỉ thấy đây là ván cờ tàn cuộc. Người vuốt râu mỉm cười chơi giỏi hơn, đã đánh cho đối phương không còn sức đánh trả. Lúc này trong tay ông ta còn một quân cờ chưa đánh, có thể đoán chắc được chỉ cần đi nước cờ này thì người chống cằm đối diện sẽ thua. Đồng tử người chống cằm cũng khẽ động, liếc mắt nhìn Ngô Bình như đang cảnh cáo cậu. Ngô Bình nhíu mày, cậu không thích bị uy hiếp, hai người đang chơi cờ cũng không liên quan gì đến cậu. Nhưng một bức tượng lại dám uy hiếp cậu, khiến cậu lập tức đưa ra quyết định. Cậu cầm lấy quân cờ trong tay người vuốt râu rồi đặt nó vào vị trí quan trọng nhất. Quân cờ vừa vào bàn cờ, cả không gian rung chuyển, hai bức tượng lập tức biến thành cát bụi, rơi xuống khắp nơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên bàn cờ có 19 đường sáng lên theo chiều dọc và chiều ngang, bay lên không trung như có sự sống, sau đó không trung xuất hiện một khe hở màu đen, tiến vào một thời không khác. Thoang thoảng nghe được tiếng tức giận gầm gừ không cam lòng, sau đó còn có tiếng cười rất vui vẻ. Khe hở màu đen trong không trung lập tức khép lại, một chiếc nhãn ấn khắc hình rồng rơi xuống, Ngô Bình giơ tay cầm lấy, sau đó vết nứt màu đen biến mất. Ngô Bình nhận lấy nhãn ấn, thấy nó có màu vàng, trong đó có phù trận được ngưng tụ từ những phù văn cực kỳ nhỏ. Mặc dù phù trận này khá nhỏ nhưng uy lực lại không hề yếu. Cậu cảm thấy phù trận này không có hại gì với mình nên lập tức đeo vào ngón trỏ tay phải. Vừa đeo nhẫn vào, một mũi kim nhỏ ở bên trong đâm vào da cậu, hút một ít máu. Nhẫn ấn lập tức phát sáng, một sức mạnh huyền bí tràn vào cơ thể Ngô Bình. Sức mạnh này rất bá đạo, vừa tiến vào đã muốn đi vào thánh mạch ở đầu Ngô Bình. Thế nhưng, nơi này có một món chí bảo tháp thiên mệnh nên sức mạnh bá đạo đó vừa xuất hiện, tháp thiên mệnh chấn động. Nó khựng lại một chút. Sau đó nhanh chóng rút lui, lao tới vị trí của đan điền của Ngô Bình, cũng là nói có mạch thánh thứ hai. Lần này nó chạm trán với Cửu Liên Đài. Cửu Liên Đài cũng tản ra khí tức đáng sợ, sức mạnh này rung chuyển mấy cái như hơi không phục, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rút lui. Ngô Bình khai mở 12 đạo mạch ra, trong đó có hai thánh mạch lớn, 10 huyền mạch lớn, không đi qua được hai thánh mạch lớn thì sức mạnh này chỉ có thể dùng đến chỗ thấp hơn, tìm một huyền mạch để ẩn nau. Sau khi tiến vào huyền mạch, sức mạnh này lập tức phóng ra một sức mạnh kỳ lạ thông qua sự kết nối giữa huyền mạch và xung quanh cơ thể. Cùng lúc đó một số tin tức về nhãn ấn cũng xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Chiếc nhãn ấn này được gọi là nhãn Hoàng Long, bên trong phong ấn hồn phách của Hoàng Long Thượng Cổ và hai thần thông thiên phú của ông ta, lần lượt là Long Nhân Cường Kích, Phá Thiên Long Quyền. Hai thần thông thiên phú này đều có tác dụng rất thần kỳ. Long Nhẫn Cường Kích có thể biến bất kỳ vũ khí nào thành lưỡi rồng, từ đó bộc phát lực sát thương gấp 2 đến 4 lần, có tác dụng xuyên áo giáp, làm suy yếu một nửa khả năng phòng thủ của đối thủ. Phá Thiên Long Quyền có thể tung ra một đòn tấn công chấn động, trước tiên tung ra quyền ảnh đánh vào. Kẻ địch bằng nắm đấm của mình, khiến kẻ địch bị suy yếu, sự suy yếu này có thể khiến khả năng phòng thủ của đối phương giảm xuống 30%, lực tấn công giảm xuống 40%. Cầm lấy nhẫn Hoàng Long, Ngô Bình hít sâu một hơi, chắp tay lại với không trung, sau đó xoay người về căn phòng phía sau. Mở cửa ra, bên trong lại có một hang động kỳ lạ. Chỉ thấy cậu đang đứng trên đỉnh núi, dưới chân núi có một thị trấn, trong thị trấn lại có rất nhiều người sinh sống,
phần lớn đều là người bận rộn làm việc trong vườn thuốc. Một con rối đang ngồi trên đỉnh núi, con rối này là hình tượng của một người phụ nữ trẻ, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. Vẻ mặt con rối rất ngơ ngác, Ngô Bình đẩy cửa bước vào, cô ta lập tức đứng lên, quanh người toát ra sát khí. Thế nhưng khi nhìn thấy nhãn hoàng long trên tay Ngô Bình, cô ta lập tức lộ ra vẻ cung kính, chủ nhân. Ngô Bình hơi tò mò nhìn con rối này hỏi, đây là nơi nào? Con rối nói, thưa chủ nhân, nơi này là vườn bản thảo do chủ nhân cũ dựng nên, bên trong trồng rất nhiều dược liệu quý hiếm. Ngô Bình gật đầu, hỏi tên của cô ta. Con rối, thưa chủ nhân, tôi là Hoàng Phu. Ngô Bình khắc ngạc nhiên, cô có linh hồn của người. Hoàng Phu, năm đó tôi bị kẻ thù hại chết, hồn phách không có chỗ dựa, sắp bị yêu thú ăn thịt. Chính là chủ nhân cũ đã cứu tôi, sau đó tạo ra thân thể này cho tôi. Người dưới núi này cũng giống cô sao, cậu đã để ý đến dường như người ở dưới núi cũng đều là con rối. Hoàng Phu gật đầu, đúng thế, thưa chủ nhân, năm đó họ đều phạm tội nặng, đáng lẽ phải bị hủy hoại cả về thể xác lẫn tinh thần, chính chủ nhân đã cho họ cơ hội sống. Nhưng họ phải làm việc ở đây mãi mãi, ngày nào không làm việc thì sẽ hồn bay phách tán. Ngô Bình có hứng thú với chủ nhân nơi này bèn hỏi, chủ nhân cũ của cô tên gì, là người thời đại nào? Hoàng Phu, chủ nhân cũ tên là Hoàng Sư Đạo, là một thầy luyện đan vào thời Thánh Hoàng Thường Minh. Tu vi của ông ấy rất khó thăm dò, bản lĩnh đáng kinh ngạc, ngay cả Thánh Hoàng Thường Minh cũng kính trọng ông ấy. Ngô Bình vô cùng ngạc nhiên, người mà ngay cả Thánh Hoàng cũng phải kính trọng thì chắc là một trong những người giỏi nhất thời đại đó. Ông ta đi đâu rồi, cậu hỏi đến vấn đề đáng quan âm nhất. Hoàng Phu, biến mất với Thánh Hoàng rồi, không ai biết họ đi đâu cả. Biến mất, tại sao lại biến mất? Hoàng Phu lắc đầu, ta không có tư cách biết chuyện này. Cho dù có biết, linh hồn của ta cũng không thể chịu được, sẽ hồn bay phách tán tại chỗ. Ngô Bình, tin tức mà linh hồn không thể chịu được sao? Sốt cuộc là gì? Hoàng Phu, chủ nhân cũ trước khi đi đã từng nói. Người nào cầm nhãn hoàng long đến vườn bản thảo thì là chủ nhân mới của nơi này. Ngô Bình, tiền bối Hoàng đi bao nhiêu năm rồi? Hoàng Phu nói, sau khi chủ nhân cũ đi, thời gian ở đây dừng lại nên với bọn tôi thì là ngày hôm qua. Nói đến đây, Hoàng Phu lấy một chiếc vòng ngọc ra nói, chủ nhân, đây là dược liệu mới thu hoạch gần đây, đã để vào trong đó, chủ nhân xem qua. Ngô Bình cầm lấy vòng ngọc nhìn qua, trong vòng ngọc có hàng trăm hộp thuốc chuyên dùng để đựng thuốc. Trong mỗi hộp thuốc đều chứa ít nhất một cây thuốc, khiến cậu cảm thấy phấn khích. Cậu cố kiềm kích động trong lòng, bình tĩnh hỏi, những loại thuốc này, bao lâu thì hái một lần? Hoàng Phu, thời gian hái có dài có ngắn thì 3 đến 5 tháng hái một lần, dài thì có thể đến mấy chục năm hay thậm chí cả trăm năm nghìn năm mới có thể hái được. Còn có những loại dược liệu chỉ có thể hái được một lần, sau khi hái thì phải trồng lại. Ngô Bình, nhiều dược liệu như vậy. Cần phải phát triển trong từng môi trường khác nhau, nơi này cũng có thể cung cấp được sao? Hoàng Phu, đúng vậy. Mỗi một khu đất đều là một khu sinh thái nhỏ, tự tạo thành hệ thống môi trường riêng. Dù sao dược liệu mà chủ nhân cũ trồng ở đây đều là những loại hiếm có trên thế giới, nếu không thì cũng không đáng để ông ấy cấy ghép. Lúc này Ngô Bình nhớ đến một chuyện rất quan trọng, cấm địa thượng cổ không phải thường xuyên mở. Ra, nếu bản thân cậu ra ngoài thì sau này và lại bằng cách nào? Vì thế cậu hỏi Hoàng Phu, có cách nào có thể giúp cậu ra vào nơi này thuận tiện không? Lúc chủ nhân đến thì đi qua một cánh cổng, chỉ cần đem cánh cửa đi, thì bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng nó để đến đây. Ngô Bình sáng mắt, cánh cửa đó có thể đưa đi được sao? Vậy thì tốt rồi. Thu gom dược liệu, Hoàng Phu lại lấy một cuốn đan kinh đưa cho Ngô Bình, nói, đây là do chủ nhân cũ để lại, đơn thuốc bên trong là ông ấy gom góp cả 800 năm mới có. Trừ một số ít ra thì còn lại đều do ông ấy tự mình luyện chế thành công, kiểm chứng được hiệu quả, bên trên còn có phương pháp cải tiến do chủ nhân cũ viết, xin chủ nhân hãy nhận lấy. Ngô Bình đưa hai tay nhận lấy đan kinh, cậu biết rõ đan kinh này còn quý giá hơn mấy mẫu thuốc này gộp lại rất nhiều. Lập tức bay lên không trung bái lạy, cảm ơn tiền bối đã tặng. Cất đồ xong, cậu lại đi đến chỗ mấy ruộng thuốc. Xem, phát hiện trận pháp trong ruộng thuốc đều rất huyền diệu. Có mấy ruộng thuốc chiếm diện tích đến mấy chục mẫu, bên trong lại chỉ có một gốc dược liệu sinh trưởng. Có vài ruộng thuốc lại khá đơn giản, bên trong có thể trồng theo nhóm theo từng lứa, còn có một vài ruộng thuốc, mấy loại thuốc được trồng theo các cách khác nhau,
không đồng nhất. Ngô Bình đi một vòng, sau đó lại rời khỏi phòng. Nhóm người Mạc Khinh Ngữ đều đang đợi cậu ở bên ngoài, nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của bọn họ, Ngô Bình ho khan một tiếng, nói. Tôi thu hoạch được một vài dược liệu ở bên trong, mọi người có thể chọn mỗi người 10 gốc dược liệu. Nếu không lấy dược liệu thì sau này tôi sẽ luyện chế một vài đan dược hiếm cho mọi người. Mọi người vừa nghe có đan dược, đương nhiên đều bỏ qua dược liệu, dù sao giá trị đan dược còn cao hơn nhiều so với dược liệu. Cùng một dược liệu, nếu biến thành đan dược, vậy thì giá trị của nó cũng tăng lên gấp 10 lần rồi. Ngô Bình, nơi này là trạm đầu tiên của chúng ta. Anh Càn, bây giờ chúng ta đến cổ điện. Càn Tiêu Trần, được. Nhóm người rời khỏi khu vực này, lúc ra khỏi bức. Tường đổ nát kia, Ngô Bình cảm nhận được nhẫn hoàng long của mình khẽ phát sáng, cậu bèn vung tay, cánh cửa cũ kỹ kia bỗng hóa thành một luồng sáng, được cất vào trong nhãn hoàng long. Lúc này cậu mới phát hiện, bên trong nhãn hoàng long này có một không gian. Chẳng qua là không gian này rất kỳ lạ, gần như ẩn chứa những điều huyền bí mà cậu không biết. Cậu không có thời gian nghiên cứu, cất cánh cửa xong lại tiếp tục lên đường. Cổ điện cách khu vực rừng rậm khá xa, mọi người phi độn cả một ngày, mãi đến khi trời tối rồi vẫn chưa đến nơi. Mạc Khinh Ngữ đề nghị nghỉ ngơi một đêm, vì thế mọi người tìm một chỗ đất cao, dựng lầu trại. Lúc này trời đã ngả tối, vầng trăng khuyết treo trên trời. Ánh trăng nơi này rõ ràng khác với ở thế tục, nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ tựa như thủy ngân vậy. Ngô Bình đã chú ý điểm này từ lâu, cậu hỏi, Lão Phương, trên vầng trăng này có phải có thứ gì hay không? Phương Lập liếc nhìn ánh trăng, đôi mắt khẽ nheo lại, nói, nó lại mặt trời, bên trong có cung trăng, có một vị cổ thần sống ở bên trong đó. Ngô Bình, cổ thần. Phương Lập, một trong những bộ tộc hùng mạnh được sinh ra sớm nhất ở Thánh Cổ Đại Lục, bọn họ tự xưng là thần tộc. Thật ra dáng vẻ cũng không khác nhân tộc là bao. Chỉ là bọn họ ai ai cũng sở hữu năng lực nuốt chửng vạn tộc, hấp thụ ưu điểm của người khác, rồi dùng cho bản thân. Vì vậy dần dần, thần tộc trở thành thế lực vô cùng mạnh. Nghe Phương Lập giới thiệu thần tộc như vậy, trong đầu Ngô Bình bỗng xuất hiện một vài thông tin. Những thông tin cũng có liên quan đến thần tộc, chỉ là thần tộc này không ở thế tục, cũng không ở thánh cổ, mà là ở thế giới chiều thấp. Thế giới chiều thấp chỉ là bóng của thế giới chiều cao. Nói như vậy, thần tộc này thật ra chính là bóng của thần tộc ở thế giới chiều thấp. Thần tộc và nhân tộc có tiếp xúc với nhau không? Phương Lập biết Ngô Bình hiểu nhầm, ông ta nói, chủ nhân. Thần tộc không phải đâu đâu cũng là thần, trong mỗi hàng triệu thần tộc, mới có khả năng sinh ra được một thần. Mà thần còn chưa ra bán thần, hạ thần, đại thần, thượng thần, cổ thần nữa. Ngô Bình nhìn ánh trăng nói, thì ra cơ hội trở thành thành lại xa vời như vậy cũng không có gì lợi hại. Dù sao trong hàng triệu nhân tộc, cũng sẽ có người mạnh. Phương Lập, không sai, thánh hoàng nhân tộc tôi đã từng dẫn đại quân đánh thần vực, khiến cổ thần phải ký kết hiệp ước, nhân và thần không xâm phạm lẫn nhau. Chỉ là sau khi thánh hoàng rời đi, thần tộc dần dần coi thường hiệp ước, đã nhiều lần cử thần quốc tấn công chúng tôi. Thần quốc mà ông nói là gì? Phương Lập giải thích, thần quốc là chủng tộc tin vào thần linh, thậm chí có vài nhân tộc cũng tin thần linh, người tin thần linh. Có cơ hội được ban cho thần lực, từ đó sở hữu được thực lực hùng mạnh, hơn nữa địa vị trong tộc cũng rất cao. Mỗi một thần quốc, đều có vô số đền thờ và tế đàn. Số lượng thần quốc rất nhiều, có vài thần quốc thực lạnh mạnh đủ để uy hiếp cả nhân tộc. Vì thế, thần tộc cận đại vẫn luôn sai khiến thần quốc ra tay với nhân tộc, công thành chiếm đất. Cũng may nhân tộc có căn cơ thâm hậu để lại từ thời Thánh Hoàng, cho đến nay cũng có thể đối đầu được. Nói đến đây, Phương Lập khẽ thở dài, nói, nhưng dù sao bên ra tay cũng chỉ là thần quốc, thần tộc là đang thăm dò căn cơ của nhân tộc. Nếu nhân tộc để lộ điểm yếu, hoặc bị thần tộc phát hiện ra điểm yếu nào khác, chắc chắn sẽ ra tay thực sự, dâm đạp nhân tộc. Dưới chân, làm nô dịch muôn đời. Ngô Bình nhíu mày, tình hình chung ở Thánh Cổ Đại Lục nguy hiểm đến vậy sao? Phương Lập, nếu nhân tộc không xuất hiện chúa, tể hùng mạnh thì thần tộc có lý do gì mà không ra tay chứ? Ngô Bình, chẳng trách ông lại hy vọng tôi đi trên con đường chúa tể. Phương Lập ra sức gật đầu, chủ nhân tài năng ngút trời, nếu không đi con đường chúa tể thì quá đáng tiếc. Ngô Bình cười nói, thôi vậy, nếu đã như vậy thì cứ đi thử vậy. Phương Lập vui mừng, chủ nhân nhất định sẽ có thành tựu lớn, trở thành chúa tể, thánh hoàng. Ngô Bình xua tay, đó là chuyện của sau này,
chưa nói chắc được. Hai người dùng thần niệm trao đổi, người khác đều không nghe được nội dung. Lúc này mũi Thanh Chi khẽ động, cô ấy bỗng âm thầm cảnh báo Ngô Bình, cậu Ngô, gần đây có yêu. Ngô Bình, yêu. Thanh Chi, tôi rất nhạy cảm với yêu tinh, chỉ cần bọn chúng cách tôi trong vòng trăm dặm, tôi đã có thể cảm nhận được bọn chúng rồi. Ngô Bình hỏi, vậy cô có biết, đó là yêu gì không? Thanh Chi khẽ khít mũi, nói có khí lạnh, mùi máu tanh, có lẽ là yêu vật do thi thể hóa thành. Ngô Bình nhíu mày, thi thể có thể hóa thành yêu, chắc chắn là bất phàm. Vì vậy thực lực loại yêu vật này rất đáng sợ, có phải nó đang lại gần chúng ta không? Thanh Chi qua mấy phút mới gật đầu, nó đang lại gần chúng ta rất nhanh. Ngô Bình lập tức đứng dậy, thấp giọng nói, tất cả mọi người ở lại trong lều, không được ra ngoài. Nói xong, cậu bắt đầu bố trí thủ đoạn xung quanh, muốn bố trí huyễn trận nhân lúc trước khi yêu vật kia đến. Ngô Bình vừa mới bày bố xong trận pháp ảo, một cơn lốc màu đen bỗng thổi đến trước mặt cậu, bao trùm lấy cả 10 dặm, đánh về phía chỗ đám người đó. Nhìn thấy đối phương dùng cách phá hoại quy mô lớn này, Ngô Bình nhíu mày, trận pháp ảo của mình chắc chắn không có tác dụng với lốc xoáy này. Cậu lập tức bay lên không trung, tay phải siết chặt lại, một thanh kiếm màu tím cực lớn xuất hiện trong tay, thanh kiếm màu tím phá hủy ma pháp, Ngô Bình muốn dùng thanh kiếm này để phá bỏ yêu pháp của đối thủ. Đồng thời, cậu thi triển tầng núi thứ 3, tăng uy lực của thanh kiếm này lên gấp 8 lần. Thanh kiếm khổng lồ màu tím chém mạnh vào ngọn gió yêu tà màu đen đó. Tiếng kiếm vang lên, yêu phong biến mất, bóng đen bị chém trúng phát ra tiếng gào. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy thứ rơi xuống đất là một thi thể không đầu. Thi thể mặc một bộ áo giáp màu đen, tay cầm một cây kích chiến, ngọn lửa màu đen phun ra từ trong ngực nó, ngoài viền ngọn lửa có màu xanh nhạt. Áo giáp của nó bị thanh kiếm màu tím của Ngô Bình chém trúng, lộ ra máu thịt màu đen. Ngô Bình khá ngạc nhiên, nhát kiếm đó của cậu đủ để giết chết tu sĩ thần thông cực mạnh, yêu vật này thế mà lại chỉ bị thương nhẹ. Thanh Chi bước đến, cô ta nhìn yêu vật, hai mắt phát sáng cười nói, cậu Ngô, để tôi đối phó với nó. Cô ta nhảy về phía trước rồi đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một bàn tay trắng như tuyết thò ra từ dưới đất, lập tức kéo thi thể không đầu vào trong đất. Thi thể không đầu giãy giụa khi bị kéo xuống. Cây kích chiến trong tay liên tục đập xuống đất nhưng nó vẫn không thoát ra được, như thể sức mạnh của cả mặt đất đang tác động lên nó. Ngô Bình lập tức lấy kiếm thất tinh long uyên đâm xuyên qua cơ thể người này dọc theo phần ngực, thanh kiếm màu tím, màu đen, màu đỏ lần lượt khuấy động, thậm chí còn sử dụng sức mạnh cấm kỵ thối giữa. Sau nhiều lần khuấy động, hai cánh tay của thi thể không đầu bị chặt đứt, cuối cùng không cử động nữa, nhưng ngọn lửa đen vẫn tiếp tục phun ra từ khoang ngực của hắn. Rốt cuộc là thứ gì thế này? Ngô Bình tò mò, đè cơn buồn nôn xuống đưa tay thò vào trong, kết quả cậu chạm vào một vật giống như ngọn đèn trong bụng của thi thể không đầu. Cậu lấy vật đó ra, ngay khi vật đó tiếp xúc với không khí, bên trên bùng lên một ngọn lửa màu đen, đồng thời ngưng tụ thành một đóa hoa gái màu đen cao vài mét trong không khí, bao phủ hoàn toàn lấy Ngô Bình. Nhìn thấy thế, Phương Lập nuốt nước bọt, run giọng nói, đèn thần giả thiên. Ngô Bình lau sạch cây đèn, phát hiện trên đó có rất nhiều phù văn bí ẩn, đáy đèn khá rộng, ở giữa lại mỏng, phía trên giống như một đóa hoa sen đang nở. Ông Phương, ông biết thứ này à? Phương Lập gật đầu, thầm truyền âm cho Ngô Bình. Chủ nhân, đây là đèn thần giả thiên, lai lịch của nó rất lớn. Ông ta nói cho Ngô Bình biết đèn thần giả thiên là vũ khí dùng để thắp sáng ngọn lửa thần khi giả thiên cổ thần trở thành thần. Đây vốn chỉ là một phần cơ thể của giả thiên cổ thần. Sau đó khi vị cổ thần chết đi, đèn thần giả thiên cũng lang thang đến hạ giới. Trong lịch sử cũng từng có vài người có được cây đèn này, họ đều trở nên tỏa sáng ở thời đại đó. Thì ra là đồ của cổ thần, nó có tác dụng gì thế? Đèn thần này là một món bảo bối hộ thân, bảo vệ mạng sống, nếu có thể luyện hóa nó thì có thể cất trong bí khiếu, nhận được rất nhiều lợi ích. Phương Lập cũng không rõ lợi ích cụ thể của nó là gì, dù sao ông ta cũng chưa từng có được thứ này. Ngô Bình cất đèn cổ này đi, sau đó cười nói với Thanh Chi cách đó không xa, Thanh Chi, sao cô làm được thế? Thanh Chi bình tĩnh nói, từ nhỏ tôi đã nhạy cảm với yêu vật, sau đó khi lớn lên một chút, tôi mới nhận ra mình có khả năng cấm yêu. Cấm yêu, mắt Ngô Bình sáng rực, ý cô là cô có thể khống chế yêu vật. Thanh Chi gật đầu, không phải là khống chế, nhưng có thể tìm được điểm yếu của yêu.
Chẳng hạn như điểm yếu của thi yêu này là sức mạnh của lòng đất, thế nên tôi đã kéo nó vào trong đất, sức mạnh của nó dễ dàng bị lực mặt đất kiềm chế. Mắt Ngô Bình sáng lên, cậu cũng có thể mượn sức mạnh của đất nhưng không thể dễ dàng như Thanh Chi nói. Phương Lập đào một cái hố rồi chôn thi thể đó xuống. Đêm đó, Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu cây đèn thần giả thiên. Khi cậu cẩn thận quan sát đèn thần, không gian trước mặt bị xé toạc, con mèo đen bước ra từ trong đó. Nó được Ngô Bình đặt trong không gian chứa đồ, thế mà lại tự mình ra ngoài. Ngô Bình hỏi, chẳng phải mày muốn nghỉ ngơi sao? Mèo đen nhìn cây đèn trong tay cậu, bỗng kêu một tiếng meo, trong mắt bắn ra một tia sáng màu tím, đánh thẳng vào cây đèn thần giả thiên. Ngọn lửa của cây đèn thần bỗng bắt đầu thay đổi, run rẩy, chuyển từ màu đen sang màu tím đen, trên thân đèn cũng bắt đầu ả nhiệt. Ngô Bình buông tay ra, cây đèn thần giả thiên lơ lửng giữa không trung, dường như có một lớp sơn màu đen tan chảy trên bề mặt của nó, sau đó nhỏ xuống đất, ạo thành vật chất thủy tinh màu đen. Dần cả thân cây đèn biến thành màu trắng ngọc, ngọn lửa cũng chuyển sang màu tím. Ngọn lửa màu tím không còn màu đen như mực nữa, mà được ngưng tụ thành từ vô số phù văn bí ẩn cực kỳ nhỏ. Nhìn thấy sự thay đổi của đèn thần, mắt Ngô Bình sáng lên hỏi, đây mới là hình dạng thật của đèn thần giả thiên sao? Con mèo đen kêu lên, vung mong vuốt lên, cây đèn thần giả thiên bỗng rơi vào đầu Ngô Bình. Ngô Bình đưa tay nhận lấy, nhưng cây đèn thần đi vào ý thức của cậu. Tháp thiên mệnh rung chuyển, đèn thần giả thiên phát ra hàng tỷ phù văn, ngưng tụ thành một bóng đen cao lớn hùng vĩ nhìn xuống tháp thiên mệnh, chỉ là khuôn mặt hắn hơi mờ, không nhìn rõ được. Sau đó, ảnh ảo cao lớn này và cây đèn thần giả thiên đi lên tầng 4 của tháp thiên mệnh, trong đó có trời đất, hắn ngồi khoanh chân trong đó, thắp sáng tầng 4 của tháp thiên mệnh. Có thể nhìn ra được cây đèn thần này vẫn kém hơn ảnh ảo thánh hoàng đó một chút, nên chỉ có thể đợi ở tầng 4. Tầng 4 tỏa ra ánh sáng tím, soi sáng thần hồn Ngô Bình khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, mỗi giây mỗi phút cậu đều có thể nhận được lợi ích từ ánh sáng vàng và tím. Sau khi tháp thiên mệnh đầu hàng cây đèn thần giả thiên, Ngô Bình ôm mèo đen vào lòng nói, đêm nay mày ngủ ở bên ngoài đi, có thể đi lại nhưng không được. Chạy quá xa. Mèo đen khẽ kêu một tiếng, cả người lập tức biến mất. Ngô Bình cũng không sợ mèo đen bỏ chạy, con mèo đen này rất khác thường. Nếu nó muốn đi thì không ai có thể giữ lại được, nếu nó không muốn rời đi thì chắc chắn sẽ quay lại. Tiếp theo cậu tiếp tục tu luyện cấp thứ tư của 9 tầng núi. Việc tu luyện tầng thứ tư khó khăn hơn, cậu bắt đầu vào ban đêm tu luyện mãi đến khi mặt trời mọc, cậu mới luyện được tầng thứ tư. Tầng thứ tư có thể tăng sức mạnh của một đòn tấn công lên gấp 16 lần trước đó, uy lực đáng kinh ngạc. Sau khi tu luyện tầng thứ tư, Ngô Bình nhận ra mọi người thế mà đều đang tu luyện. Hơn nữa đã đi vào cảnh giới tốt. Ngô Bình cũng không quấy rầy, cậu nhờ Phương Lập bảo vệ mọi người, sau đó thử tu luyện bí đồ bức nhân thứ hai. Thế là cậu tiếp tục tu luyện nhân bí đồ thứ hai, bí khiếu thứ hai của Cửu Dương Hóa Cấm Đề, bí khiếu này cũng là một bí khiếu chính. Bí khiếu chính là một trong số 20 bí khiếu kiểm soát sức mạnh to lớn, mỗi cái đều rất khó mở, hơn nữa bí mật không thể được tiết lộ ra ngoài. Chỉ những người cốt cán trong các thế lực đó mới có thể mở được vài bí khiếu quan trọng với sự giúp đỡ của những có vai vế lớn hơn họ. Độ khó của bí khiếu thứ hai gần bằng bí khiếu thứ nhất, Ngô Bình phải mất 2 đến 3 ngày mới mở nó được. Lúc này đã là sáng sớm của 3 ngày sau, mọi người đều đã thoát khỏi trạng thái tu hành, Ngô Bình dẫn mọi người tiếp tục lên đường về cổ điện. Trên đường đi mặc dù gặp vài dã thú, yêu vật nhưng cũng may không có nguy hiểm. Vào buổi chiều 2 ngày sau, mọi người đến khu vực có cổ điện, một nơi có những cột đá nhọn dựng đứng ở khắp nơi. Những hòn đá này cứng lạ thường, những rằm đá nhọn trên đầu cũng cực kỳ sắc bén nên bên trên chất đầy xác chết, có cả xác động vật lẫn con người, phần lớn những cái xác đều đã bị gió thổi khô. Một số xác chưa khô thì bị rất nhiều chim ăn thịt đứng bên trên, mổ liên tục. Ngô Bình cảm thấy nơi này rất kỳ lạ, cậu hỏi Càn Tiêu Trần, anh từng đến chỗ này chưa? Càn Tiêu Trần, anh Ngô yên tâm đi, chỗ này trông kỳ quái vậy thôi chứ thật ra không có gì nguy hiểm hết, tổ tiên của tôi có ghi chép lại, tôi đã xem rất nhiều lần rồi. Anh ta chưa nói dứt câu thì đã phải xấu hổ, trên cột đá bên cạnh bỗng xuất hiện một rằm đá nhọn hoắc, cắm vào não sau của Ngô Bình. Rằm đá lặng lẽ xuất hiện phía sau nên người bình thường rất khó tránh được. Nhưng Ngô Bình thì lại như có thêm một con mắt ở phía sau, cậu nghiêng nhẹ đầu, tránh được còn tấn công của trụ đá. Cùng lúc đó,
Cậu cầm kiếm thất tinh long uyên trong tay, chém mạnh lên trên trụ đá. Rắc rắc, cột đá to hơn vòng tay người bị chém nứt gọn ghẽ, để lộ vết nứt bằng phẳng. Mọi người nhìn qua thì thấy chỗ vết thương có vài mạch máu, còn có cả cơ bắp bị thoái hóa từ lâu. Thạch ma, Càn Thiêu Trần tái mặt, vội nói, mau rời khỏi đây. Ngô Bình lạnh lùng nói, hoảng hốt gì chứ, anh nhận ra thứ này sao? Càn Thiêu Trần nói, trong sổ ghi chép của ông tổ tôi có ghi chép, ông ấy chỉ từng gặp một lần, kết quả những người đi cùng ông đều bị thạch ma giết chết, chỉ có ông là thoát được. Không ngờ chúng ta lại gặp phải thạch ma ở đây. Nói vào trọng tâm đi, Ngô Bình hơi mất kiên nhẫn. Càn Thiêu Trần, tôi cũng không rõ cho lắm, trong sổ sách của cao tổ ghi lại, thạch ma này vừa là đá lại vừa là sinh linh, nó giết tất cả những sinh linh ngang qua nó, sau đó hấp thụ tinh hoa sinh mệnh của chúng để nuôi dưỡng bản thân. Nếu như nó hấp thụ đủ nhiều tinh hoa sinh mệnh thì thạch ma sẽ biến thành người đá. Phương Lập, cậu chủ, cậu ta nói không hoàn toàn đúng, thật ra đây là một trong những dị tộc của đại lục thánh gỗ, thạch tộc. Ông ta giải thích kỹ hơn, nói rằng thạch tộc sinh ra đã gắn liền với đá, những đứa trẻ được thạch tộc sinh ra là một quả trứng đá, cần được ngâm máu của sinh linh một khoảng thời gian, sau đó gieo xuống đất. Sau hơn 100 năm, trứng đá sẽ biến thành một thứ trông hệt như cột đá, lúc đó nó đã bước đầu có được ột đá vẫn cần sinh mệnh. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tự săn những sinh linh đi ngang qua nó, không ngừng lớn lên, cuối cùng nó sẽ trở thành người đá. Người đá đều có thiên phú. Không sợ lửa đốt, không sợ đao chém, còn có thể điều khiển đá, biến kẻ địch thành đá, hơn nữa còn có thần lực trời sinh, vì vậy người thạch tộc ai cũng đều rất lợi hại. Mặc dù thạch tộc rất lợi hại nhưng tỷ lệ sống của nó lại rất thấp, trăm mấy ngàn trứng đá mới có được. Một thạch tộc đủ tiêu chuẩn. Ngô Bình nghe Phương Lập nói thì chau mày, xem ra chỗ này là nơi sinh sống của thạch tộc. Chỉ là không biết chỗ này có người đá hay không. Mặt đất bỗng rung chuyển. Mặt đất xung quanh họ ụ tê hiện mấy trăm dặm đá, tạo thành một cái lồng, nhốt tất cả họ ở bên trong. Lúc này mặt đất tách ra, một cái đầu chọc lóc màu trắng xám từ dưới đất ngoi lên, sau đó là một cơ thể hoàn hảo. Cơ thể của người đó màu xám xanh, đầu màu trắng xám, mắt màu vàng sáng, không có lông mày, trên vai và đầu có rất nhiều gai lớn nhỏ không đồng đều. Đấy là một quái vật, trông rất giống con người nhưng bàn tay lại to gấp hai lần tay người. Cao ít nhất cũng đến 2m3, mặt hình vuông, da rẻ như đá khô nứt nẻ. Phương Lập nhìn quái vật đó chằm chằm, nói cậu chủ, đấy là người thạch tộc. Người đá đảo nhẹ trong mắt vàng, nhìn mấy người Ngô Bình như thể nhìn thấy thức ăn ngon, anh ta cười, tiếng cười như thể tiếng sấm. Ăn hết, ăn sạch hết, anh ta nói xong thì đưa tay về phía Ngô Bình. Ngô Bình đã cầm kiếm thất tinh long uyên từ lâu, kiếm quang vút qua, tay phải của người đá bị cậu chém đứt. A, à, người đá ngây ra, sau đó hét lên thảm thiết, không ngờ chỗ anh ta bị đứt tay không có máu mà lại có gân màu xám xanh và thịt. Nhưng ngay sau đó, cánh tay bị chặt đứt bay lên, dính lại vào cổ tay, như thể Ngô Bình chưa từng chặt. Cậu chủ, đấy là một trong những thiên phú của thạch tộc, dù cơ thể đứt thành bao nhiêu đoạn thì cũng đều có thể dính trở lại. Có điều mỗi lần dính liền lại thì sức mạnh của chúng sẽ giảm đi một phần. Ngô Bình ngơ ra. Khi nghe đến đây thì hai mắt sáng lên rồi biến mất khỏi chỗ đó. Tiếp ngay đó, hai tay của người đá liền bị chém đứt, sau đó đến chân trái. Người đá nổi giận, hét lớn lên, mặt đất bỗng dưng mọc ra cả ngàn dặm đá, nhưng mọi người đã có chuẩn bị từ trước, tất cả đều bay lên cao. Ngô Bình bay lên cao, một thanh kiếm lớn màu vàng kim xuất hiện trong tay cậu, cậu thi triển kiếm sắc bén rồi chém xuống. Rắc rắc, người đá bị chém đứt làm hai. Ngô Bình nhìn anh ta khôi phục lại nguyên trạng rồi sau đó lại tiếp tục chém anh ta đứt làm hai. Rõ ràng người đá này không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa Ngô Bình ở trên không, anh ta gần như không biện pháp ứng phó nào tốt hơn. Người đá bị Ngô Bình chém 7-8 lần thì đôi mắt vàng bỗng nhìn Ngô Bình chằm chằm, anh ta đưa tay chỉ về phía cậu, miệng phát ra âm thanh kỳ lạ. Cậu chủ cẩn thận, đấy là thuật hóa đá. Cơ thể Ngô Bình cứng đờ. Cậu cảm giác có một luồng sức mạnh kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện, cơ thể cậu bắt đầu đơ cứng, da rẻ khô và nứt nẻ. Nhưng chính vào lúc đó, thần đèn che trời trong tháp bỗng phát ra ánh sáng màu tím, ánh sáng tím quét qua, năng lượng hóa đá tiêu cực bị quét sạch, quá trình hóa đá bị chặn đứng. Người đá nhìn thấy sự thay đổi trên da Ngô Bình thì ánh mắt lộ vẻ đắc ý, nhưng ngay sau đó, anh ta đã ngây ra, sao lại hồi phục rồi?
lẽ nào mình đã niệm sai thần chú rồi sao? Mặc dù thuật hóa đá của thạch tộc rất lợi hại nhưng mỗi một lần thi triển, họ sẽ rất mất thể lực. Chẳng hạn người thạch tộc trước mặt Ngô Bình đây, anh ta nhiều lắm cũng thi triển được thuật hóa đá 2 lần liên tiếp, hơn nữa sau khi thi triển sẽ trở nên yếu ớt một thời gian rất dài, ít nhất cũng phải 3 ngày sau mới có thể hồi phục. Thế là người đá lại thi triển thuật hóa đá lần thứ 2. Nhưng lần này cũng như lần đầu tiên, da rẻ Ngô Bình có chút biến đổi nhưng rồi sau đó cơ thể lại phát ra ánh sáng màu tím, thuật hóa đá lại bị chặn đứng. Thịch! Sau 2 lần dùng thuật hóa đá liên tiếp, người thạch tộc này đuối sức ngã bệt xuống đất, nhìn Ngô Bình chằm chằm, anh ta rất thắc mắc tại sao Ngô Bình lại không sao, lẽ nào cậu không sợ thuật hóa đá sao? Ngô Bình bước qua, đá vào đầu người đá một cái dột. Đầu của anh ta vỡ nát, vô số mảnh vỡ dịch chuyển về phía cổ, mấy phút sau thì cái đầu hoàn chỉnh lại xuất hiện trở lại. Người đá giận dữ chừng Ngô Bình, mở miệng muốn nói gì đó. Rắc rắc, Ngô Bình lại một lần nữa giẫm nát đầu anh ta. Mỗi lần hồi phục đều mất một lượng lớn năng lượng, người đá vốn đã yếu, giờ bị giẫm nát đầu 2 lần liên tiếp thì dù cho có thân xác bằng sắt cũng không thể nào chịu nổi. Thế là quá trình hồi phục của anh ta trở nên vô cùng chậm, những mảnh vỡ từ đầu của anh ta dịch chuyển hết nửa tiếng đồng hồ mới ghép lại thành cái đầu hoàn chỉnh. Trong vòng nửa tiếng đó, mấy người Ngô Bình đã đem đồ ăn thức uống ra, thậm chí Điền Mỹ Mỹ còn đen cả loa thùng, mở nhạc nữa. Sau khi đầu đá hồi phục, Ngô Bình đứng dậy, giẫm thêm một lần nữa, anh ta hét lên thảm thiết, đừng giẫm nữa, tôi sai rồi. Ngô Bình dừng chân lại, cậu nhìn cái đầu đá chằm chằm, hỏi anh biết nói chuyện sao? Người đá gật đầu, biết. Biết nói tiếng người thì tốt. Ngô Bình nhìn anh ta, hỏi, khu vực này có bao nhiêu người đá? Người đá đáp, chỉ có mình tôi, nhưng anh chị em khác vẫn chưa thành hình. Ngô Bình, anh đã biến thành hình người bao lâu rồi? Người đá suy nghĩ, mặt trời lên rồi lặn, cũng gần 30.000 lần rồi. Vậy là đã 82 năm rồi. Ngô Bình hỏi, tại sao anh lại muốn ăn thịt chúng tôi? Người đá rất thẳng thắn, ăn thịt các người thì có thể giúp tôi mau lớn, bây giờ tôi vẫn còn là một đứa trẻ, sức mạnh còn rất yếu. Ngô Bình chừng anh ta, anh đã 82 tuổi rồi mà lại nói với tôi mình còn là một đứa trẻ sao? Người đá giải thích, chỉ cần không hấp thụ đủ sức mạnh sinh lực thì tôi không thể phát triển được, không phát triển được thì tự nhiên cũng chỉ là một đứa trẻ. Ngô Bình, tôi thấy khu vực này rất rộng, qua một thời gian dài, nơi này có lẽ phải xuất hiện rất nhiều nhân tài mới đúng chứ, sao lại chỉ có một mình anh vậy? Gương mặt người đá cứng ngắc cười khổ. Ký ức truyền thừa trong huyết mạch nói cho tôi biết, thạch tộc chúng tôi đã từng bị tiêu diệt, chỉ còn lại 150 người trong tộc, di chuyển đến nơi này. Để không bị kẻ thù phát hiện, bọn họ đã chôn vùi bản thân sâu dưới đất, và trồng hàng triệu thạch noãn ở đây. Ngô Bình, cả triệu thạch noãn, vậy mà chỉ có một mình anh thành công. Người đá thở dài, hoàn cảnh nơi này không thích hợp với thạch tộc, cách đây không xa có một cổ điện, không khí cổ điện gây sức ép rất lớn đối với người đá. Anh nói cổ điện sẽ gây sức ép với thạch tộc các anh sao? Người đá nói, đúng vậy, cổ điện đó cứ cách 3 năm sẽ phóng ra một luồng hơi thở đó bao. Dùm trong phạm vi 3.000 dặm, trong vòng 3.000 dặm, tất cả sinh linh đều sẽ bị ảnh hưởng. Hàng triệu thạch noãn này chính là vì như vậy nên mới không thể phát triển được nhiều thạch tộc. Ngô Bình hỏi, anh đến cổ điện chưa? Người đá, mỗi năm tôi đều đi một chuyến, vẫn luôn nghiên cứu cách để vào trong. Đã thử qua vô số lần, mãi đến 10 năm gần đây mới suy nghĩ được cách tiến vào cổ điện. Ngô Bình hứng thú, anh có thể vào cổ điện sao? Người đá, tuy tôi có cách, nhưng tôi là thạch tộc, cổ điện đó bài trừ tôi, nên tôi vẫn không thể đi vào. Ngô Bình, nói cách đó cho tôi đưa anh vào. Người đá nhìn Ngô Bình chằm chằm, anh không giết tôi. Ngô Bình, tuy anh có ý định ăn chúng tôi, nhưng tôi cũng đã dạy dỗ anh rồi. Kể từ bây giờ, giữa tôi và anh không thù không oán, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Người đá Ngô Bình chăm chú, được, tôi tin anh. Tôi nói cách cho anh giúp tôi đi vào cổ điện. Sau khi thương lượng với người đá, Ngô Bình gọi mọi người đến. Khởi hành đi đến cổ điện. Cổ điện nằm ở cuối thạch lâm, xung quanh là những cây cổ thụ cả nghìn năm tuổi. Cổ điện không quá lớn, toàn bộ ngôi điện được làm từ tiên đồng, tỏa ra ánh đồng đỏ. Cửa lớn cũng là dùng cả một khối tiên đồng ảo thành, trên cửa có rất nhiều hình chạm khạc, có chim bay cá nhảy, cũng có đủ các nhân vật,
dụng cụ đủ hình đủ dạng. Cửa điện cao 15 mét, rộng 10 mét, khiến người A có cảm giác rất nặng, như thể bất kỳ sức mạnh nào cũng không thể mở ra được. Người đá đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn, đôi mắt đầy vẻ uất hận. Ngô Bình, anh có tên không? Người đá nhìn Ngô Bình, nói, thạch tộc chúng tôi đều có họ Thạch, tôi tên Thạch Thiên Phấn. Anh nói cách của anh đi, làm thế nào mới mở được đại điện, Ngô Bình hỏi anh ta. Thạch Thiên Phấn, tôi đã nghiên cứu mấy chục năm, dùng hết mọi cách, cuối cùng mới phát hiện cửa này phải dùng kỹ năng mới mở được. Lát nữa tôi sẽ tấn công cửa điện, trên cửa điện có cấm chế, nó sẽ phản công lại tôi gấp đôi. Ngay lúc tôi bị phản công, cửa điện sẽ không có sức mạnh, anh nhân cơ hội đẩy ra. Nhưng anh chỉ có thời gian 1 phần 12 giây. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu anh không thể qua được cửa lớn, hoặc thân thể bị kẹt ở khe cửa thì sẽ bị nghiền thành thịt nát. Sau đó thì sao? Ngô Bình hỏi, không phải anh vẫn ở bên ngoài sao? Thạch Thiên Phấn, bên trong cửa có lẽ có cơ quan, anh đi vào thì mở cơ quan, chúng tôi có thể đi vào được thôi. Đơn giản vậy sao? Ngô Bình có chút nghi hoặc. Phương Lập, chủ nhân, Thạch tộc có một đặc điểm, đó chính là không nói dối, coi trọng chữ tín. Thạch Thiên Phấn giải thích, đương nhiên không đơn giản, nhưng anh rất lợi hại, tôi nghĩ anh nhất định có thể làm được. Ngô Bình gật đầu, được thôi, thử xem sao. Thạch Thiên Phấn đến trước cửa diện, hai tay nắm thành quyền, hung hăng đánh mạnh vào cửa. Rầm. Khi sức mạnh anh ta tấn công vào cửa điện, trên cửa điện cũng có một luồng sức mạnh phản công lại, Thạch Thiên Phấn chớp mắt đã bị đánh bay, hai cánh tay. Đều bị đánh gãy, 10 ngón tay gãy mất 6 ngón. Tay Ngô Bình cũng đè trên cửa, dùng lực nhẹ để cảm nhận được sức mạnh trên cửa. Cậu cảm thấy sức mạnh bản thân dùng ít thì phản lực từ cửa cũng yếu hơn. Vì thế, ngay khi cậu cảm nhận được phản lực giảm mạnh thì lập tức đẩy cửa lớn chừng một khe hở nhỏ, lách mình đi vào trong. Rầm. Quả nhiên chỉ trong thời gian cực ngắn, sức mạnh cửa điện đã khôi phục, sau đó lại nặng nề đóng lại. Góc áo Ngô Bình bị cửa kẹp lại, quần áo lập tức bị nghiền nát. Cũng may cậu không sao, đã vào được phía sau cửa điện. Phía sau cửa. Ngô Bình quan sát cẩn thận, cậu phát hiện phía sau cửa lớn có 21 chiếc đĩa kim loại, trên mỗi một đĩa đều có 36 con số. Cậu thử một chút, những chiếc đĩa này đều có thể chuyển động. Ồ, đây là mật mã sao? Cậu nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng di chuyển một chiếc đĩa. Bên trong bí lực thần cấp mà cậu hấp thụ, có một loại bí lực rất nhạy cảm với mấy loại như cơ quan này, cho dù chỉ có thay đổi rất nhỏ thôi, nó cũng có thể phát hiện ra. Lúc này. Cậu đưa một luồng bí lực thẩm thấu vào trong đĩa, khi đĩa tròn di chuyển để một vị trí nào đó, cậu bỗng cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng, lập tức dừng lại. Sau đó cậu lại di chuyển chiếc đĩa thứ hai, cũng dừng lại khi có cảm ứng từ bí lực. Khi chiếc đĩa thứ 13 di chuyển xong, cửa điện bỗng di chuyển rầm một tiếng, tự động mở ra bên ngoài. Thạch Thiên Phấn đi vào đầu tiên, anh ta cười lớn, nói cuối cùng cũng vào rồi. Nhưng ngay sau đó... Anh ta lập tức cảm thấy đau đớn, quay người chạy ra ngoài, nói với Ngô Bình, tôi nói mà, tôi không thể nào vào được. Ngô Bình cẩn thận cảm nhận, nhưng không cảm thấy bên trong có sức mạnh gì đặc biệt, cậu hỏi Thạch Thiên Phấn, anh đi vào làm gì? Thạch Thiên Phấn, tìm nguyên do khiến cổ điện ảnh hưởng đến thạch tộc tôi, sau đó giải quyết nó. Ngô Bình, như vậy đai, anh canh giữ bên ngoài điện, chuyện này tôi làm giúp anh. Nếu ngay cả tôi cũng không tìm được nguyên do, thì anh có đi vào cũng không ìm được đến cùng đâu, anh nghĩ sao? Bởi vì đã hợp tác trước đó nên Thạch Thiên Phấn cũng có chút tin tưởng đối với Ngô Bình, anh ta ngẫm nghĩ rồi dùng sức gật đầu, được, tôi tin anh. Ngô Bình nói với người khác, mọi người có thể đi vào cùng tôi, cũng có thể đợi bên ngoài. Bên trong cổ điện có khả năng có đồ tốt, mọi người đương nhiên không muốn đợi bên ngoài, đều tỏ vẻ muốn đi cùng cậu. Sau cửa điện là một cung điện. Bên trong có một bức tượng người phụ nữ rất lớn, bức tượng tỏa ra uy thế kinh người. Cô ta có vẻ ngoài giống người, nhưng đầu lỗ tai hơi nhọn, hai mắt hẹp dài, giữa trán có một ấn ký trăng lưỡi liềm màu đỏ. Nhìn thấy bức tượng này, Phương Lập kinh ngạc nói, nơi này là miếu cổ thần, bức tượng này chính là Hàn Nguyệt cổ thần. Là người của Nguyệt Cung sao? Phương Lập gật đầu, miếu cổ thần không phải nơi người bình thường có thể vào được. Hơn nữa dựa vào, kích thước thần miếu này. Có lẽ là miếu thần đỉnh cao của một nước lớn nào đói. Ngô Bình nhìn bức tượng, cảm thấy Hàn Nguyệt cổ thần trông thật sự xinh đẹp.
Cậu vừa có suy nghĩ này, thì một lồng sáng đỏ bỗng giáng xuống từ bức tượng thần kia, đánh thẳng vào người cậu. Lồng sáng rực rỡ, Ngô Bình không tránh né, bởi vì cậu cảm thấy rất dễ chịu. Đây, thần quang rửa tội, Phương Lập vừa phấn khích vừa ngưỡng mộ, nhưng lại không dám làm phiền Ngô Bình, chỉ là nhìn chăm chăm vào luồng sáng đó. Một luồng sức mạnh mát lạnh tiến vào trong cơ thể Ngô Bình. Nó giống như thần đang che trời lúc trước vậy, bị tháp thiên mệnh thu phục, hóa thành một vầng trăng khuyết, thắp sáng tầng thứ ba của tháp thiên mệnh. Trăng đỏ tỏa ra ánh sáng đỏ, hòa quyện cùng ánh sáng hình người tầng 5 và thần đèn tầng 4 tỏa ra. Ánh sáng yếu dần, cuối cùng thì biến mất. Lúc này Phương Lập mới thấp giọng nói chúc, mừng chủ nhân đã có được ấn ký mặt trăng, kể từ bây giờ có thể hấp thụ được sức mạnh của mặt trăng rồi. Ngô Bình nhích mày, ồ, sau này tôi có thể hấp thụ sức mạnh của mặt trăng sao? Phương Lập, đúng vậy, mặc dù sức mạnh của mặt trăng không phải bí lực nhưng phẩm cấp và địa vị của nó còn cao hơn cả bí lực cấp thần. Hơn nữa, sức mạnh của mặt trăng cần phải có được sự ủy quyền của bị cổ thần đó thì mới có thể được hấp thụ. Ngô Bình chau mày, kỳ lạ, sao tôi vừa vào thì đã có được dấu tích của mặt trăng? Phương Lập suy nghĩ rồi nói, theo lời đồn, trong mắt cổ thần mọi người đều bình đẳng. Chỉ cần là người có ích cho vùng đất này thì sẽ có được sự chúc phúc của cổ thần. Lúc nãy là thần quang gột rửa, là đẳng cấp cao nhất trong số những cách chúc phúc của cổ thần. Ông ta nói kỹ hơn, người được cổ thần chúc phúc được thần xem như người đại diện cho mình ở thần quốc, luôn nắm giữ chức vụ khá cao trong thế lực thần quyền, chẳng hạn như đại tế tư hay giáo chủ. Có điều phần lớn những người có được lời chúc phúc đều ở cấp thấp, hoàn toàn không thể bì được với thần quang gột rửa của cậu chủ. Phương Lập nói đến đây thì bất giác xúc động, cậu chủ, nếu bây giờ cậu ở chế độ tôn thờ nguyệt thần trước đây thì quốc chủ của họ cũng phải quỳ xuống trước mặt cậu, tình nguyện làm đầy tớ cho cậu đấy. Ngô Bình càng cảm thấy thắc mắc hơn, cậu ngẩng đầu nhìn sang cổ thần Hàn Nguyệt, nhớ lại lúc nãy mình đã làm gì. Bỗng dưng, cậu giật mình, lấy giọng, nói, Nguyệt thần là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng gặp trong đời, chắc không cô gái nào của nhân tộc có thể sánh ngang được với cô. Cậu nói xong thì vái lạy bức tượng của Nguyệt Thần, cầm một bó hoa, dâng lên cho cô ta. Đấy không phải là hoa bình thường mà là một trong số những loại thuốc quý được cậu hái về, tên là hoa thuần khiết. Không biết có phải là ảo giác không mà Ngô Bình lại cảm giác như khóe môi của Nguyệt Thần nhếch nhẹ lên, có điều đáng tiếc là mặc dù cậu hết lời nịnh hót nhưng thần quang gột rửa tương tự lại không xuất hiện nữa. Càn Tiêu Trần nhìn quanh khắp nơi, tìm kiếm những thứ đáng giá. Nhưng đại điện lại trống không. Ngoài bức tượng ra thì chỉ có một số bàn ghế và bậc đá, không hề có bảo bối như anh ta tưởng tượng. Càn Tiêu Trần thở dài, nói uổng công đến rồi, thì ra nỗ lực mấy đời của tổ tiên tôi đều là vô ích. Ngô Bình cũng bắt đầu quan sát xung quanh, lúc này, mắt cậu xuất hiện một luồng sáng đỏ, đấy là sức mạnh của trăng huyết. Thông qua trăng huyết, cậu phát hiện trong miếu thần không trống trải như thế mà vẫn có đặt một số thứ. Chẳng hạn như ở chỗ cách cậu 10 bước có một cái kệ hình vuông màu tím, bên trên có một chén ngọc, trong chén có nửa chén nước màu xanh biếc, liên tục bốc ra khí màu xanh, cuồn cuộn bay lên, ngưng tụ thành trăm ngàn phù văn trên không trung với khí tức thần bí. Ngô Bình liếc nhìn chén ngọc rồi lại nhìn sang Càn Tiêu Trần và phát hiện anh ta thật sự không nhìn thấy chén ngọc đó. Cậu giật mình, thầm nghĩ lẽ nào chỉ có người được thần quang gột rửa mới có thể nhìn thấy những thứ này sao? Cậu đến trước chén ngọc. Đưa tay ra cầm nó lên, có điều lúc cậu cầm chén ngọc lên thì nó bỗng xuất hiện trước mắt mọi người. Điền Mỹ Mỹ thấy Ngô Bình bỗng lấy ra một cái chén thì cười, hỏi, sư huynh, anh khát rồi à? Tôi còn sữa chua này, anh có cần không? Ngô Bình th một tiếng rồi nói, tôi có nước. Cậu nhìn chất lỏng màu xanh lá trong chén, ngửi thử thì nghe mùi hương kỳ lạ. Theo hiểu biết của cậu về thuốc, cậu chắc chắn thứ này không có độc. Dù sao cũng không có hại nên cậu đã chấm nhẹ ngón trỏ rồi đưa vào miệng. Với lượng nhỏ như thế, dù cho có độc thì cậu cũng không sợ sẽ có hại cho bản thân. Bỗng dưng, chút chất lỏng màu xanh đó đã biến thành một luồng năng lượng trong miệng cậu rồi lập tức truyền vào trong cơ thể cậu, kinh mạch trong người cậu không chịu nổi sức mạnh đó, cuối cùng, chúng đã chạy. Hết vào trong một huyền mạch của Ngô Bình và tích lũy bên trong, sau đó từ từ để cơ thể cậu hấp thụ. Ngô Bình nhắm mắt, cảm nhận từ từ và cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cậu phát hiện nước thuốc này dường như có thể kích thích khả năng tiến hóa tiềm ẩn trong người cậu. Có điều, cậu uống quá ít nên vẫn chưa đánh thức được hoàn toàn. Cậu hỏi thầm Phương Lập, nếu trong miếu thần có một chén ngọc,
trong chén có chứa nước thuốc màu xanh lục thì đó là thứ gì? Phương Lập không phải ngốc, ông ta nhìn vào chén ngọc trong tay Ngô Bình, trong lòng vô cùng bất ngờ, thầm nói, cậu chủ, nếu tôi không đoán nhầm thì chắc đây là thần lộ. Ngô Bình, thần lộ là gì? Là phần thưởng mà thần linh ban cho thần bộc có công lớn nhất. Theo như tôi biết mỗi thần quốc cũng chỉ có mấy chục giọt thần lộ mỗi năm, đến quốc vương của thần quốc cũng không có quyền phân chia thần lộ. Thần linh thưởng thứ này cho ai thì bắt buộc phải cho người đó uống. Tôi nghe nói đã từng có người có được 30 giọt thần lộ một lần, kết quả trong vòng một năm đã liên tục thăng cấp, cuối cùng trở thành cao thủ của một thời đại. Ngô Bình liếc nhìn chén ngọc này không phải nhỏ, bên trong có ít nhất cũng phải 100.000 giọt. Nếu nó là thần lộ thì chẳng phải cậu đã phát tài rồi sao? Phương Lập tiếp tục nói, thần lộ có nhiều loại, nếu trong điện có thần lộ thì nhất định là thần lộ của cổ thần, hiệu quả của nó tốt gấp 10 lần thần lộ bình thường. Ngô Bình ừ một tiếng rồi lặng lẽ cất chén ngọc, sau đó nhìn sang hướng khác. Trước mặt tượng thần, có một bàn thờ, trên bàn thờ đặt hai sâu tiền chữ, những đồng tiền này đều to bằng bàn tay, màu vàng, bên trên có đúc thần văn, mỗi sâu gồm 30 tiền. Tổng cộng gồm 60 đồng tiền vàng. Lúc này mọi người đều đang tìm kiếm xung quanh, Ngô Bình lấy hai sâu tiền đem cất, đồng thời mở một sâu tiền vàng và hỏi, ông Phương, đây là thứ gì? Phương Lập nhận lấy đồng tiền, quan sát, sau đó mắt sáng lên và nói, đây là tiền thần có thể hấp thụ niệm lực của thần linh, thường thì sẽ không dùng để giao dịch, vì nó rất hiếm nên không ai dùng nó như tiền. Trong tiền thần có sức mạnh của thần linh, thường được thần linh cấp cao dùng phần thưởng, ban cho. Thuộc hạ của mình, thường thì chỉ có những người nhiều lần lập công lớn mới có thể có được một đồng tiền thần. Có thể bán tiền thần không? Ngô Bình hỏi. Phương Lập suy nghĩ rồi nói, nếu không phải đói đến mức không có cơm ăn thì không ai bán nó cả. Nghe đồn tiền thần có một công dụng đặc biệt. Công dụng gì? Ngô Bình hỏi. Sai khiến thần, Phương Lập nói từng câu từng chữ tiền thần ở một số lượng nhất định. Cộng thêm một số biện pháp khác như thần chú, thần trận thì có thể sai khiến được thần linh làm theo ý mình. Mắt Ngô Bình sáng lên, thì ra còn có tác dụng này nữa, vậy đúng là hàng tốt. Những người khác cũng không phát hiện được gì, Càn Thiêu Trần là người thất vọng nhất, đi một vòng rồi ra. Ngoài ngay, đến tìm Thạch Thiên Phấn nói chuyện. Ngoài ra, Ngô Bình cũng không tìm thấy được gì khác nữa nên đã lập tức đưa mọi người rời khỏi đại điện. Sau khi mấy người họ đi khỏi thì cửa điện lại tự động đóng lại một cái âm. Thạch Thiên Phấn vội hỏi, có phát hiện gì không? Ngô Bình, đấy là một ngôi miếu thần, bên trong thờ cúng Nguyệt Thần. Thạch Thiên Phấn ngơ ra, Nguyệt Thần. Ngô Bình, sao thế? Thạch Thiên Phấn thở dài, nói, Nguyệt Thần là khắc tinh của thạch tộc chúng tôi, hèn gì như vậy? Ngô Bình, anh có thể chuyển khỏi chỗ này, tránh xa miếu thần một chút. Thạch Thiên Phấn thở dài, chuyển đi nào có dễ dàng vậy, việc tôi có thể làm bây giờ chỉ có thể là rời khỏi đây. Ngô Bình rất tò mò, hỏi, sao sức mạnh của Nguyệt Thần lại khắc chế các anh? Thạch Thiên Phấn im lặng một lúc rồi nói, tổ tiên của chúng tôi từng đắc tội với Nguyệt Thần, bị Nguyệt Thần giáng tội. Thế ánh trăng chiếu đến đâu thì chúng tôi sẽ không thể sống yên ở đó. Bao năm trôi qua rồi, sự trừng phạt đó vẫn còn mãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 200.